Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Chương 266, không thuận lợi lắm. Hộp kiếm đó có kỳ lạ không? Khổng Nguyên nhớ lại, hôm đó Diêm Thiên Thụy đã bị hộp kiếm của Lâm Nhất đập bị thương, thê thảm đến mức không dám nhìn. Ánh mắt của Diêm Thiên Thụy đầy vẻ lạnh lùng, hắn ta nói, chuyện không nên hỏi thì đừng có hỏi. Vâng, vâng, vâng. Khổng Nguyên lau mồ hôi, hoảng loạn nói. Mặc dù tu vi của ông ta cao hơn Diêm Thiên Thụy rất nhiều này nhưng ông ta vốn không dám cãi lại ý của đối phương. Cha của đối phương là trưởng lão có địa vị cao trong Huyết Vân Môn. Chỉ cần hắn ta muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu diệt nhà họ Khổng nhỏ bé của ông ta, vì vậy ông ta vốn không dám có bất cứ đụng chạm gì. Hơn nữa, trong trận chiến linh hồ này, ông ta đã hứa với đối phương, nhất định sẽ vào trong linh hồ, giành được cơ hội luyện hóa linh nhũ tiên thiên. Kết quả là chẳng những không giành được cơ hội mà còn bị người ta đánh đến trọng thương, ông ta đã phạm phải sai lầm cực kỳ lớn. Hiện tại, ông ta thật sự không dám chọc giận Diêm Thiên Thụy, chỉ có thể khéo léo chuộc lỗi. Diêm công tử, có cần ta phái người canh chừng gần Vạn Bảo Các không? Công tử yên tâm, nhất định lần này ta sẽ bắt sống tên nhóc đó, để Diêm công tử tùy ý xử lý. Sát khí thoáng qua trong ánh mắt của Khổng Nguyên, ông ta muốn lấy công chuộc tội. Không cần thiết. Không cần Khổng ra các người nhúng tay vào chuyện này nữa, với lại, không được để lộ bất cứ tin tức gì. Diêm Thiên Thụy lạnh lùng nói với vẻ mặt không cảm xúc. Ta sẽ sắp xếp người của phân đà Huyết Vân Môn xử lý, nhà họ Khổng các ngươi cứ ngoan ngoãn ở im đó là được. Nếu như chuyện này mà thành công, nói không chừng, ta sẽ thấy vui, khi ấy ta sẽ nhắn phụ thân đích thân đến Tử Viêm Thành một chuyến cũng nên. Lúc Khổng Nguyên vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì Diêm Thiên Thụy lại tiếp tục nói khiến mắt Khổng Nguyên lập tức sáng rỡ lên. Phụ thân của Diêm Thiên Thụy là cao thủ huyền quan đích thực, nếu như ông ta có thể đến Tử Viêm Thành một chuyến. Công tử yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ không để lộ tin tức của chuyện này đâu. Ta đi trước đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khổng Nguyên nhìn theo bóng lưng đối phương rời đi, thấy khó hiểu nhiều điểm, không biết đối phương đang suy tính điều chi. Thôi vậy, bình an qua được ải này là được rồi. Trên khuôn mặt hung dữ của Khổng Nguyên lộ vẻ mệt mỏi, qua lại với Huyết Vân Môn thì ông ta thật sự phải luôn cẩn trọng. Vốn dĩ ông ta tưởng rằng chắc chắn lần này sẽ đại họa ngập đầu rồi. Nhưng ai ngờ, thời thế thay đổi, sau cùng Diêm Thiên Thụy lại không gây rắc rối cho ông ta, vậy là cũng đủ lắm rồi. Sau khi ra khỏi Khổng gia, Diêm Thiên Thụy nhìn ngang nhìn dọc rồi mặc choàng có mũ vào và rời khỏi đó. Nửa canh giờ sau, hắn ta dừng lại trước một ngôi lầu không có gì nổi bật ở Tử Viêm Thành. Chỗ này chính là phân đà của Huyết Vân Môn ở Tử Viêm Thành. Hắn ta vừa mới bước chân vào cửa thì lập tức có hai thanh niên mang vẻ mặt hung hăng, tu vi đều ở cấp tiên thiên nhị khiếu ngăn hắn ta lại. Cùng lúc đó, có rất nhiều người ở sâu trên lầu cao đều hướng mắt nhìn về phía hắn ta. Cút! Diêm Thiên Thụy cởi áo choàng có mũ ra, để lộ mặt nạ máu trên mặt. Hai thanh niên đó liền giật mình, mặt mày biến sắc, vội vã lùi về sau. Không biết là sư huynh đến, lúc nãy đã đắc tội rồi. Một người từ trong sảnh lớn bước ra, người đó mặc áo vàng, phong độ phi phàm, tu vi cấp tiên thiên tứ khiếu, tên này nhìn sang Diêm Thiên Thụy và nói, huynh là con trai của trưởng lão nào trong môn phái chúng ta. Diêm Thiên Thụy không nói gì, chỉ lấy lệnh bài của tông môn ra. Lúc người áo vàng nhìn thấy lệnh bài thì trong ánh mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc. Ánh mắt nhìn Diêm Thiên Thụy cũng có thêm vài phần e dè. Thì ra là công tử nhà Diêm trưởng lão, lúc nãy đã mạo phạm rồi, không biết có gì sai bảo ạ. Người áo vàng tỏ vẻ cung kính hơn, thường thì khi người của môn phái đến, tên này cũng không có thái độ đó đâu. Nhưng trong Huyết Vân Môn, Diêm trưởng lão này lại nổi tiếng tàn nhẫn, là một người không thể chọc đến. Tốt nhất là đừng nên đắc tội với tên Diêm Thiên Thụy trước mặt đây. Diêm Thiên Thụy hạ giọng nói, ta muốn mượn 10 võ giả tiên thiên tam khiếu, 20 võ giả tiên thiên nhị khiếu. Người áo vàng thầm kinh ngạc, vậy thì tương đương với 1/5 sức chiến đấu của phân đà rồi. Đệ tử nội môn cũng chưa có được quyền lớn như thế. Nhưng nghĩ đến bối cảnh của đối phương thì người áo đen lại do dự một lúc rồi nói, ta cần phải hỏi ý kiến của đà chủ đã. Tùy, Diêm Thiên Thụy mỉm cười vô cùng tự tin. Hắn ta tin đối phương nhất định sẽ đồng ý với yêu cầu của mình. Trong mật thất của lầu cao, người áo vàng nói cho một ông già gầy gò biết yêu cầu của Diêm Thiên Thụy. Hướng lão, ông thấy thế nào? Hướng lão chính là đà chủ phân đà này,
tu vi đã đạt đến cảnh giới tiên thiên thất khiếu rất đáng sợ. Nhất định phải nể mặt Diêm trưởng lão, chúng ta không thể đắc tội với nhân vật lớn như thế. Khuôn mặt nhăn nheo của Hướng lão lộ vẻ thắc mắc, ông ta nói, có điều, cậu ta cần đến nhiều cao thủ tiên thiên tam khiếu và nhị khiếu như vậy để làm gì? Nếu mượn một võ giả tứ khiếu hoặc là ngũ khiếu thì chẳng phải có ích hơn sao? Người áo vàng mỉm cười, nói còn cần phải nói nữa sao, nhất định là gặp kỳ ngộ gì đó không muốn để chúng ta được hồi chứ gì. Có cao thủ tứ khiếu hay ngũ khiếu ở đó thì e rằng hắn ta cũng không yên tâm. Hướng lão im lặng một lúc, ấn đường thoáng vẻ do dự, ông ta nói, ta thì không muốn lợi dụng gì hết, chỉ sợ cậu ta xảy ra chuyện gì đó, ngộ nhỡ có sơ suất gì thì ngươi và ta đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thế này đi, người đi nói với cậu ta. Ta đã biết rồi. Một lúc sau, người áo vàng lại xuất hiện trước mặt Diêm Thiên Thụy và nói, đà chủ đã đồng ý rồi, có điều, có một điều kiện, đà chủ hy vọng ta theo bên cạnh để bảo vệ sự an toàn cho công tử. Ta mà cần ngươi bảo vệ sao? Diêm Thiên Thụy cười lạnh lùng, ánh mắt thoáng qua tia buốt lạnh, hắn ta hạ giọng nói, ngoan ngoãn chút cho ta, đừng có suy nghĩ gì bậy bạ đó. Nhưng đà chủ dặn dò, bớt nhảm đi. Điều người cho ta là được rồi, nếu không thì sau khi ta về môn phái, he he. Diêm Thiên Thụy cười với vẻ đầy nguy hiểm khiến người áo vàng cảm thấy lạnh sống lưng. Huyết Vân Môn ra tay tàn bạo, độc ác, tác phong của môn phái rất kỳ lạ, dù là sư huynh đệ thì cũng nghi ngờ nhau. Diêm Thiên Thụy đã sớm có thói quen cẩn thận đề phòng rồi, Lâm Nhất mang theo hộp kiếm, hắn ta không muốn có bất cứ sự cố nào xảy ra. Nếu như bị người khác nhận ra lai lịch của hộp kiếm đó thì khó tránh họ sẽ có ý đồ. Vì vậy, hắn ta vốn không thể nào đồng ý với yêu cầu để người áo vàng theo bảo vệ bên cạnh. Hơn nữa, hắn ta cho rằng, chỉ cần một mình hắn ta là đã đủ đối phó với Lâm Nhất rồi, hắn ta cần thêm người chẳng qua là vì sợ đối phương bỏ trốn, phòng sự cố bất ngờ mà thôi. Chương 267, Luyện Lôi Âm. Trong biệt viện thuộc Vạn Bảo Các ở Tử Viêm Thành, Lâm Nhất ở bên trong. Cầm Lôi Âm kiếm pháp trên tay, bước đi chậm chậm, liên tục gật đầu. Những gì đồng hồ nói đều không sai, Lôi Âm kiếm pháp thật sự có uy lực phi phàm, nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng lại biến hóa khôn lường, đủ để sánh ngang với kiếm pháp tiên thiên siêu phẩm. Tổng cộng gồm có 5 thức là Cuồng Phong, Lạc Hoa, Phi Tuyết, Truy Nguyệt, Thần Tiêu. Ngoài mặt, mỗi thức đều không có liên quan đến Lôi Âm, khiến người khác thấy rất khó hiểu. Nếu như không hiểu được ý của nó thì e là 10 năm hay 100 năm cũng không cách nào luyện thành công Lôi Âm kiếm pháp. Nhưng Lâm Nhất thì khác, ngộ tính của hắn khiến người ta phải kinh ngạc, thiên chất hơn người. 2 ngày sau, lúc hắn cầm lại Lôi Âm kiếm pháp lên thì đã tìm ra được chút manh mối. Cái gọi là Cuồng Phong chắc là chỉ gió rít như sấm, ý nghĩa bên trong chỉ có một chữ nhanh. Lạc Hoa, một chốc hoa rơi, thoáng qua là biến mất, ngụ ý bên trong chỉ có một chữ nhanh. Phi Tuyết, như mây kéo đến, như tuyết tung bay, mây đến, tuyết bay. Truy Nguyệt, nhanh đến cực độ, đuổi trăng bắt sao. 4 thức trước liên kết lại với nhau chính là Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nhưng không phải là ý xuân có trăm hoa, thu có trăng, hạ có gió mát, đông có tuyết. Nếu như bị nghĩa mặt ngoài làm mờ mắt thì e là sẽ mãi mãi không thể nào tu luyện thành công. Ý nghĩa thật sự bên trong, từ đầu đến cuối chỉ có một chữ nhanh. Còn về Thần Tiêu, Lâm Nhất khẽ cười. Trong lòng hắn đã có đáp án. Lâm Nhất đặt hộp kiếm nằm lên bàn, trịnh trọng mở ra, lấy Táng Hoa kiếm được hoa tường vi bao kín xung quanh ra. Soạt. Khi rút kiếm ra khỏi vỏ thì một tia sáng trong suốt khiến người ta phải động lòng lóe lên từ trên thân kiếm, quanh quẩn mãi không tan. Lâm Nhất vui mừng ra mặt, nói, nuôi lâu như vậy, cuối cùng cũng đạt đến cấp huyền khí trung phẩm. Không tồi, không tồi mà. Kiếm tốt đương nhiên phải đi với kiếm pháp hay. Lâm Nhất thấy sảng khoái trong lòng, đôi mắt trong vắt sáng rỡ lên. Vù! Hắn tùy tiện chỉ một cái thì kiếm thế toàn thân đột ngột ngưng tụ, bán bộ kiếm ý cũng theo đó bắn ra. Bỗng chốc, gió đang thổi trong sân dường như cũng chậm lại. Bán bộ kiếm ý kỳ diệu thật, cũng đến lúc nên chính thức luyện Lôi Âm kiếm pháp rồi. Lâm Nhất nhẹ nhàng cong tay trái lại, trở tay cầm lấy chuôi kiếm, để cả thân kiếm áp sát lên cánh tay, ánh mắt vô cùng sắc bén. Chớp mắt! 3 ngày đã trôi qua. Lâm Nhất đang căng thẳng lĩnh hội Lôi Âm kiếm pháp không kể ngày đêm, không dám lơ là. Thức Cuồng Phong của Lôi Âm kiếm pháp. Lâm Nhất khẽ hét lên, liên tục xuất 9 đạo kiếm ảnh. Xoạt xoạt xoạt, lúc 9 luồng kiếm khí chồng lên nhau thì có gió mạnh kinh người nổi lên. Chưa đủ, lại lần nữa,
Vẻ mặt của thanh niên lạnh lùng, hắn hét lên một tiếng, xuất kiếm ra thì gió nổi lên, xuất liên tục 18 kiếm chỉ trong vài giây. Lúc 18 đạo kiếm ảnh chồng lên nhau, gió đã thổi mạnh đến nỗi cây lớn trong sân vườn cũng lắc lư như muốn bật gốc. Cũng vẫn chưa đủ. Lâm Nhất như phát điên, liên tục luyện, không chịu dừng lại. Hắn lĩnh hội được thức cuồng phong thì tiến bộ thần tốc, sự kỳ diệu của lôi âm kiếm pháp không ngừng bị hắn hấp thụ và luyện hóa. Thêm 3 ngày nữa trôi qua, Lâm Nhất phung một kiếm ra thì xuất liền một mạch 9981 đạo kiếm ảnh, lúc kiếm ảnh chồng lên nhau thì có tiếng sấm kinh hoàng vang lên trong vườn. Bụp! Bốn phòng khách nối tiếp nhau lập tức đổ sập, nát thành cho bụi dưới kiếm đó của hắn. Gió rít như sấm, cuối cùng cũng làm được. Lâm Nhất vô cùng vui mừng nhưng không hề thu kiếm lại, nhân lúc kiếm thế đang như sét nổ lúc này, hắn xuất ra thêm một kiếm nữa. Thức thứ hai của lôi âm kiếm pháp Lạc Hoa. Trong thế giới của Lâm Nhất, trời đất là một vùng đen tối, một đóa tường vi ủ rũ từ từ rơi xuống, đến khi hoa rơi lên cây lớn trong sân. Thanh kiếm trong tay hắn cũng đồng thời đâm ra. Rắc rắc, lúc hoa rơi, thoáng qua là biến mất, hoa tường vi bị kiếm đó chém nứt làm hai, cây cổ thụ trong sân cũng đồng thời gãy thành hai, chỗ bị cắt nứt láng bóng như kính. Lâm Nhất thở phào, nhìn chỗ cây bị gãy rồi khẽ than thở, có thể nói đây là kiếm pháp mà mình mất nhiều thời gian nhất để lĩnh hội. Tính ra thì đã mất hết 8 ngày ròng rã mới miễn cưỡng luyện được 2 chiêu. Không thể chậm trễ thêm nữa, phải đi tìm trái tim dung nham thôi. 3 thức phía sau sẽ lĩnh hội trên đường đi vậy, nếu như bỏ lỡ mất thời điểm khởi động phong ấn thanh dương giới thì sẽ phiền phức. Lâm Nhất thu dọn đồ đạc xong thì vác hộp kiếm lên, khoác áo gió, về Vạn Bảo Các từ biệt Đồng Hồ. He he, lĩnh ngộ kiếm pháp thế nào rồi? Đồng Hồ nhìn thấy hắn thì liền hỏi đến lôi âm kiếm pháp. Ông ta khá tự tin với uy lực của kiếm pháp này. Còn về phần Lâm Nhất có thể luyện được không thì không thể nói trước được. Lâm Nhất suy nghĩ rồi nói sự thật, không được thuận lợi lắm. Đừng nản lòng, đấy là kiếm pháp có thể sánh ngang với võ kỹ tiên thiên siêu phẩm. Nếu như ngươi có thể luyện được một chiêu trước khi phong ấn của thanh dương giới khởi động thì đã là kỳ tài kiếm đạo hiếm có rồi. Đồng Hồ mỉm cười và an ủi nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, không thuận lợi là đúng rồi. Lâm Nhất đội nón. Bĩu môi nhưng không nói gì, hắn mỉm cười rồi nói, tạm biệt. Lâm huynh đệ, đi đường thuận lợi nhé. Đồng Hồ chắp tay tiễn biệt, nhìn theo đối phương rồi khẽ cười và nói, thằng nhóc này cũng khá thú vị, lần nào cũng để mình kiếm được món lớn. Ông chủ ơi, không xong rồi. Chính vào lúc đó, một người làm hoảng loạn bước đến, sắc mặt thẳng thốt. Đồng Hồ chau mày mắng, hoảng cái gì, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Biệt viện mà Lâm công tử ở đã không thấy đâu nữa rồi, người làm ấp a ấp úng, nói với vẻ rất khó khăn. Đồng Hồ tỏ vẻ khó hiểu, phất tay và nói, dắt ta đi xem thử. Một lát sau, Đồng Hồ đã hiểu ý của người hầu là gì, 4 căn phòng khách trong biệt viện cũng như đồ dùng gỗ cổ bên trong đều biến thành một đống tro bụi. Sắc mặt của Đồng Hồ rất kỳ lạ, ông ta đi đến trước cái cây gãy rồi như hiểu ra được gì đó, ông ta đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ lên chỗ bị gãy. Vết cắt láng bóng như gương, từ đầu đến cuối. Đầu ngón tay không dính lấy một chút bụi nào. Đồng Hồ nhìn ngón tay sạch sẽ thì mặt mày tối sầm lại, tự cười nhạo mình, thế này mà cũng gọi là lĩnh hội không thuận lợi lắm sao. Trời ta à! Với khả năng nhìn nhận của ông ta, vừa nhìn là đã biết ít nhất Lâm Nhất cũng luyện được 2 chiêu. Gió rít như sấm, hoa rơi thoáng qua. Hôm đó, Đồng Hồ cũng có suy nghĩ giống Vạn Phong. Ông ta cảm thấy phải chăng như vậy là quá hời cho Lâm Nhất. Đồng Hồ luôn tự khen mình trước giờ chưa từng làm ăn lỗ vốn. Lại nhất thời cảm thấy ức chế. Chương 268, chơi cho ra trò. Chiếc áo khoác gió màu đỏ máu che hộp kiếm bên trong, chiếc nón màu đen che lại khuôn mặt. Lâm Nhất rời khỏi Vạn Bảo Các và ra khỏi thành. Dù sao thì ở trong Tử Viêm thành cũng hơi nguy hiểm, chỗ nào cũng có tai mắt của Khổng gia. Với tính cách chuyện nhỏ mọn có thù tất báo của Huyết Phân Môn, một khi phát hiện ra hắn thì Diêm Thiên Thụy nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Có điều, cuộc chiến linh hồ đã trôi qua nửa tháng rồi mà tình hình vẫn cứ yên bình. Có lẽ, Diêm Thiên Thụy đã rời khỏi Tử Viêm Thành. Nói tóm lại, cẩn thận vẫn tốt hơn, bất cứ lúc nào cũng không thể chủ quan được. Lần này hắn ra khỏi thành chủ yếu là vì tìm trái tim dung nham. Phong ấn di tích viễn cổ thanh dương giới chỉ còn 4 tháng nữa là khởi động, nhất định phải ngưng tụ thành công viêm ma chiến thể trước lúc đó. Từ viêm ma chi khu đến viêm ma chiến thể thì sức mạnh của xác thịt sẽ có một sự thay đổi hoàn toàn.
Nếu như không thể ngưng tụ được viêm ma chiến thể thì với tu vi tiên thiên nhị khiếu của hắn rất khó có thể lấy được gì trong di tích viễn cổ ở Thanh Dương giới. Suốt dọc đường đi, mọi thứ đều rất yên bình, không hề có bất cứ động tĩnh gì bất thường. Nhưng vào lúc sắp ra khỏi thành thì hai tai của Lâm Nhất hơi động đậy, hắn đã nghe thấy những âm thanh rất nhỏ. Dưới chiếc nón, khuôn mặt hắn bất giác hơi biến sắc, thực lực của thám tử nhà họ Khổng đều mạnh đến mức đó sao? Theo dõi hắn một thời gian dài như thế mà đến phút cuối cùng mới để lộ một chút sơ hở. Nếu như không phải hắn mở nhĩ khiếu thì chắc đến giờ cũng chưa phát hiện ra được. Lâm Nhất cố kiềm nén sự tò mò trong lòng, đề cao cảnh giác, đi ra khỏi thành. Trong rừng cây bên ngoài cách thành 20 mét, huyết long truy cập https://tiuyenonline123.net để cập nhật nội dung các bạn nhé. Tụ hội với nó thì dù có nhiều người đuổi theo mình, hắn cũng chắc chắn có thể chạy truy cập https://tiuyenonline123.net để cập nhật nội dung các bạn nhé. Đã trở lại bình thường, hắn thản nhiên đi ra khỏi thành. Giống như không phát hiện ra bất cứ điều gì, hắn di chuyển trên đường với tốc độ bình thường. Nửa khắc sau, Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn ra xa thì dường như đã thấp thoáng nhìn thấy rừng cây tùm phía trước. Soạt! Đột nhiên, Lâm Nhất mở nón ra, tăng tốc độ, chạy như điên về truy cập https://tiuyenonline123.net để cập nhật nội dung các bạn nhé. Thì có thể dắt đám người này đi lòng vòng rồi cưỡi huyết long mã bỏ chạy. Lâm Nhất đột một tăng tốc mà không có biểu hiện gì trước khiến những người âm thầm theo dõi hắn đều ngạc nhiên. Đến khi họ kịp phản ứng lại thì bóng dáng Lâm Nhất đã biến mất trong khu rừng rậm rạp rồi. Vào rồi. Mặt Lâm Nhất lộ vẻ vui mừng, truy cập https://tiuyenonline123.net để cập nhật nội dung các bạn nhé. Bỗng dưng có mấy âm thanh cao vút trong không khí, Lâm Nhất cứ như mọc thêm mắt phía sau lưng. Hắn dừng bước, nhón chân, nghiêng người qua phải, bay về một phía mấy vòng mới đáp xuống đất lại. Keng, keng. Chỗ hắn vừa đứng lúc nãy có đến 4-5 mũi tên cắm trên mặt đất. Mũi tên cắm xuống hai tấc, phần đuôi không ngừng rung lên, phát ra tiếng ù ù. Kinh đạo mạnh thật. Lâm Nhất nhìn mũi tên đang rung lắc, thầm thấy kinh ngạc, e là người bắn ra nó cũng phải có tu vi tầm tam khiếu. Soạt. Lúc hắn đang kinh ngạc và hoài nghi thì có một bóng người màu đỏ bay vù đến, xuyên qua rừng cây, nhằm về phía hắn. Tốc độ của người đó rất nhanh. Hắn ta đến trước mặt Lâm Nhất thì đột ngột ra tay. Khí thế đáng sợ kết hợp với uy áp trên người, trong hai lòng bàn tay có ánh sáng màu máu đỏ lóe lên, đan xen nhau như những tia lửa điện. Lâm Nhất lo lắng có người âm thầm bắn tên nên lúc giao đấu với đối phương đã giữ lại một phần công lực. Bụp, bụp, bụp. Chỉ trong chớp mắt mà họ đã giao đấu với nhau mười mấy chiêu, chưởng cuối cùng của đối phương khiến hắn bay ra xa đến hơn 10 mét. Nhưng người đó cũng không dễ chịu gì mà cũng bị lùi về sau hơn 10 bước. Không ngờ chỉ có nửa tháng mà đã lên đến tiên thiên nhị khiếu, xem ra linh hồ bát phẩm mang đến cho ngươi không ít lợi ích nhỉ. Người đó cởi mũ trùm đầu ra, để lộ khuôn mặt quen thuộc. Diêm Thiên Thụy. Lâm Nhất hơi nheo hai mắt lại, nhìn Diêm Thiên Thụy chằm chằm, có rất nhiều bóng người cùng lúc bước ra từ sau lưng và xung quanh hắn ta. Không bao lâu thì đã chặn hết tất cả đường đi của hắn. Tính sơ thì cũng có ít nhất 10 võ giả tiên thiên tam khiếu, còn lại là gần 30 võ giả tiên thiên nhị khiếu. Không còn người nào mạnh hơn nữa sao? Lâm Nhất thấy thắc mắc, trận thế này đã khá khó nhằn với hắn, nhưng nếu như chỉ có thế này thôi thì hắn cũng tự tin là mình có thể ung dung rút lui được. Hay là có cao thủ khác đang âm thầm mai phục? Lâm Nhất, ta còn tưởng ngươi là người thông minh, chưa từng nghe gặp rừng thì đừng vào sao? Ta đã đoán chắc. Một khi ngươi phát hiện bị theo dõi thì nhất định sẽ chạy về phía khu rừng gần nhất, đúng thật là như vậy. Đằng sau chiếc mặt nạ, Diêm Thiên Thụy nhếch môi cười nhạo, lạnh lùng buông lời chế giễu. Nhóc con, bọn ta đều là người của phân đà của Huyết Vân Môn, hôm nay ngươi sẽ không chạy thoát được đâu. Nếu như khoanh tay chịu trói thì còn có thể bớt chịu khổ, nếu không nghe lời thì Huyết Vân Môn ta sẽ có cách để ngươi sống không bằng chết. Một người cao to trung niên trông có vẻ như người cầm đầu lạnh lùng nói. Lâm Nhất chợt hiểu ra, hèn gì họ theo dõi hắn đến gần nửa khu vực thành mà hắn vẫn không phát hiện ra. Thì ra đám người này đều là đệ tử của phân đà của Huyết Vân Môn, đương nhiên thực lực phải mạnh hơn nhiều so với thám tử của Khổng gia rồi. Diêm Thiên Thụy khoanh hai tay trước ngực, nhẹ nhàng nói, Lâm Nhất, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Có điều,
nếu như ngươi chịu làm ăn với ta thì ta có thể không làm khó ngươi, cho ngươi một con đường sống. Chương 269, muốn bắt ta ư? Không đơn giản vậy đâu. Trong lòng Lâm Nhất tò mò, ánh mắt toát lên thần sắc hào hứng nói, giao dịch cái gì? Giao ra hộp kiếm trên lưng ngươi. Ánh mắt như toát lên tia lửa nóng hầm hập, Diêm Thiên Thụy nhả từng chữ, trầm giọng nói. Hộp kiếm. Tên Diêm Thiên Thụy này lẽ nào không phải tới để báo thù mà đã nhận ra hộp kiếm trên lưng hắn? Sắc mặt Lâm Nhất cổ quái, ánh mắt nhìn về phía Diêm Thiên Thụy có thêm chút ý tứ khác. Thấy đối phương trầm ngâm không lên tiếng, Diêm Thiên Thụy cười khẩy nói, không phải ngươi cho rằng trong buổi tranh chấp linh hồ hôm đó, ngươi thật sự đã thắng đấy chứ? Mặc kệ Lâm Nhất nghĩ thế nào, từ đầu đến cuối Diêm Thiên Thụy đều cho rằng, hôm đó hắn ta là vì sơ ý. Khoảnh khắc nhận ra nguồn gốc của hộp kiếm cổ nên đã hơi sửng sốt mới cho đối phương cơ hội chiến thắng. Nếu như đánh lại lần nữa, Lâm Nhất căn bản không phải là đối thủ của hắn ta. Tất cả đừng vội ra tay, lần này ta sẽ khiến hắn phải bại tâm phục khẩu phục. Diêm Thiên Thụy bước lên trước một bước, mặt nạ trên mặt lần nữa kết hợp với gương mặt không ngừng nhu động. Chỉ chốc lát, Diêm Thiên Thụy đã hoàn thành việc thú hóa, sắc mặt dữ tợn đáng sợ. Khí thế tiên thiên tam khiếu không ngừng tăng mạnh. Ẩn ẩn đã đạt đến cường độ sánh ngang với tiên thiên tứ khiếu. Cỏ. Một bước vượt xa trăm mét, giết thẳng đến trước mặt Lâm Nhất, không chút lưu tình bổ huyết phân thủ xuống. Thần sắc Lâm Nhất bất biến, bước chân khẽ động, lách người né tránh. Bốp. Cây đại thụ phía sau bị khí kình của huyết phân thủ đánh trúng, nháy mắt nổ tung đứt gãy, phân thành hai mảnh. Bước chân của Lâm Nhất không ngừng chuyển động trong khu rừng rậm, từ đầu đến cuối vẫn không giao thủ với đối phương. Ầm ầm ầm. Dư ba đáng sợ của huyết phân thủ kích động bốn phía, từng cây cổ thụ chọc trời ầm ầm đổ rạp xuống vỡ vụn. Tầm nhìn của Lâm Nhất lập tức được mở rộng ra không ít, trong vòng 500m, 1000m, 10000m tất để đều nhìn rõ không sót thứ gì. Chớp mắt trong thời gian nửa nén nhang dần trở nên yên lặng. Một vùng cổ thụ xung quanh đổ rạp xuống, nhưng từ đầu đến cuối Lâm Nhất vẫn chưa chính thức giao thủ với đối phương. Hung hiểm thế nào cũng đều tận sức né tránh. Ngươi cho rằng như vậy là có thể kéo dài được thời gian sao? Diêm Thiên Thụy cười dữ tợn, khí thế vượt trội tản phát toàn thân rồi đột nhiên liên kết thành một mảng bao phủ lấy Lâm Nhất. Không phải ngươi thích trốn à? Ta xem ngươi trốn thế nào được nữa. Huyết phân trảm. Khoảnh khắc khi uy áp khủng bố bao phủ lấy Lâm Nhất, một đạo đao quang huyết sắc dài 2 mét cùng lúc từ trong tay Diêm Thiên Thụy bổ xuống. Sau khi Lâm Nhất né tránh hắn ta 20 chiêu, Diêm Thiên Thụy bắt đầu bày bố cục. Khoảng cách về cảnh giới giúp hắn ta căn bản không cần phải dây dưa với Lâm Nhất. Hết thảy đều là vì một đao lúc này. Mắt thấy uy áp bao phủ xuống, thân pháp của Lâm Nhất bị giới hạn, tốc độ giảm mạnh. Đạo đao quang huyết sắc dài 2 mét đó phát ra sát khí tận trời, sắp sửa bổ xuống. Lâm Nhất vẫn luôn không đánh trả đột nhiên hành động, hắn ra tay rồi. Nhưng lại không phải là bất diệt kim cương ấn, cũng không phải là mãnh hổ quyền, chỉ đơn giản là năm ngón tay nắm lại. Đánh ra hai quyền. Quyền thứ nhất đánh tan không còn sót lại chút gờ uy áp khủng bố đang vây khốn hắn. Quyền thứ hai, đánh vỡ tan đao quang huyết sắc 2 mét kia dễ như trở bàn tay, huyết quang tung bay rơi đầy trời. Thuần dương công tiên thiên của hắn đã đạt đến tầng thứ tư dưới sự tấn công toàn lực dâng trào lên linh nguyên kim sắc. Tựa như trường giang đại hải tạo thành từ ngọn lửa cuồn cuộn, không ngừng dâng lên, kết hợp với tiếng nổ vang trong cơ thể hắn không biết đã bạo phát ra khí thế đáng sợ thế nào. Linh Nguyên Tiên Thiên có ưu thế mang tính áp đảo khiến Diêm Thiên Thụy đột nhiên cả kinh, nhìn về phía Lâm Nhất nói, Linh Nguyên Tiên Thiên của ngươi sao có thể khiếp người như vậy? Hắn nhìn ra được rõ ràng rành mạch, thứ hai chiêu này của Lâm Nhất dựa vào chính là Linh Nguyên Tiên Thiên đơn thuần. Một kích đánh vỡ tan huyết phân trảm đã được hắn ta âm mưu từ lâu. Giết chết hắn. Diêm Thiên Thụy bừng tỉnh lại, ánh mắt lóe lên một mạt kinh ngạc, cơ thể điên cuồng lùi lại, lớn tiếng quát lên. Siêu siêu siêu. Nhất thời, hơn 10 cường giả tiên thiên tam khiếu và võ giả tiên thiên lưỡng khiếu còn nhiều hơn giống như thủy triều cùng lúc bao vây tứ phía. Nhưng Diêm Thiên Thụy không biết tại sao trong lòng lại trở nên lo lắng, cảm giác vẫn có gì đó không ổn. Bởi vì hắn ta nhìn thấy Lâm Nhất trong lúc bị đám đông võ giả bao vây lại nở một nụ cười quỷ dị với hắn ta. Nếu như không có kẻ nào mạnh hơn, vậy thì chơi đùa với các ngươi một trận đi. Trong nửa nhén nhang dây dưa với Diêm Thiên Thụy giúp Lâm Nhất xác định xung quanh đây không có võ giả tiên thiên mạnh hơn hắn. Nhìn 10 tay cường giả tiên thiên tam khiếu phi tới trong không trung, còn cả hơn 20 võ giả lưỡng khiếu đang chạy như điên tới trên mặt đất,
Lâm Nhất ung dung thoải mái lên tiếng. Đột nhiên mở ra hộp kiếm cổ sau lưng. Trong tiếng gió gào thét, vô số cánh hoa tường vi màu máu tươi kiểu diễm không ngừng bay múa xung quanh Lâm Nhất. Kiếm! Trong màn cánh hoa ngập trời, Lâm Nhất ra tay nhanh như chớp đã cầm chắc táng hoa kiếm. Keng! Kiếm ra khỏi vỏ, táng hoa kiếm tựa như một làn thu thủy, xẹt qua trước mắt hắn. Nháy mắt, ánh mắt của hắn vô cùng sắc bén, giữa hai hàng lông mày toát lên vẻ tự tin. Dựa vào những người này mà muốn bắt được hắn ư, không đơn giản vậy đâu. Chương 270, tàn sát tiên thiên tam khiếu. Chết! Mười tay cường giả tiên thiên tam khiếu lăng không phi tới dẫn trước giết đến, mười đại sát chiêu hướng về phía Lâm Nhất cùng lúc giáng xuống. Các sát chiêu mặc dù không giống nhau, nhưng mười người này rõ ràng bình thường cũng phối hợp với nhau ăn ý, khí thế hoàn toàn hòa thành một, đem lại áp lực khổng lồ cho người khác. Đối mặt với nhiều sát chiêu như vậy, cho dù là cường giả tiên thiên tứ khiếu cũng phải nhượng bộ lui binh. Huống chi, dưới mặt đất còn có hơn 20 võ giả tiên thiên lưỡng khiếu giống như thủy triều dâng lên đang tới nữa. Lâm Nhất một người một kiếm nhìn trông như con kiến đang phải đối mặt với con voi vậy, đơn độc nhỏ bé. Ta không tin ngươi còn có thể nghịch chuyển thế nào được, Diêm Thiên Thụy lui về sau đứng ở phía xa, thần sắc dữ tợn đáng sợ. Cho dù Lâm Nhất có mạnh thế nào thì hắn cũng chỉ mới mở có hai khiếu, đám cường giả này đều có thể giày vò chết hắn. Vấn kiếm thông linh. Đột nhiên, trong mảng núi rừng vang lên từng tràng âm thanh linh hoạt huyền ảo, kiếm trong tay Lâm Nhất kêu lên ong ong không ngừng, rung động không ngớt. Kiếm của ta. Đáng chết, chuyện gì vậy? Mười người lăng không dẫn đầu lao tới giết trước kinh ngạc phát hiện ra đao binh trong tay trở nên bắt đầu không nghe lời. Mười sát chiêu vốn liên thủ thành một khối đàn áp người khác giết tới nhất thời lộ ra sơ hở, uy lực giảm sút. Lưu phong kiếm pháp, hồi quang lưu ảnh. Tinh quang lóe lên trong hai mắt, Lâm Nhất tay cầm táng hoa kiếm vung lên ngang trời. Giữa màn cánh hoa tường vi ngập trời, người hắn lao đi theo kiếm, bay lên bay xuống, để lại một loạt tàn ảnh kiếm quang trong không trung. Keng keng keng. Chỉ nghe thấy âm thanh binh khí va chạm không ngừng vang lên, mười cường giả tiên thiên tam khiếu đều bị đánh lui về sau. Trên người hoặc ít hoặc nhiều đều bị lưu lại những vết thương đáng sợ, máu tươi tuôn ra như suối. Cọ cọ cọ, sau khi mười người hạ xuống dưới đất đều lùi về sau mấy bước, sắc mặt méo mó đau đớn. Tụ kiếm thành phong. Lâm Nhất cầm kiếm hạ xuống, tiến đến chém giết với hơn 20 võ giả tiên thiên lưỡng khiếu dưới mặt đất. Tựa như con sói hòa vào bầy dê, đánh đâu thắng đó. Dựa vào sự tăng phúc của táng hoa kiếm, linh nguyên thuần dương tầng thứ tư vốn khủng bố lại càng trở nên khiếp người. Số võ giả lưỡng khiếu của phân đà huyết phân môn lôi viêm này hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, thậm chí ngay đến một góc áo của hắn còn chưa sờ được tới đã bị hắn chém cho huyết nhục bay tứ tung. Táng hoa kiếm vô cùng sắc bén, lưu quang chớp lóe, Lâm Nhất tung hoành ngang dọc, giống như chém dưa thái rau vậy, không kiêng dè gì. Đuổi theo hắn, mười tay võ giả tiên thiên tam khiếu thấy vậy phẫn nộ không thôi, chỉnh đốn lại trận hình, giết tới lần nữa. Khóe miệng Lâm Nhất nhếch lên mỉm cười, không dây dưa với đám người này nữa, quay qua quay lại chỉ trong đám võ giả tiên thiên lưỡng khiếu. Tiếng kêu rên liên tiếp vang lên thảm thiết không ngừng. Sau một lúc qua lại, mười tay võ giả tiên thiên tam khiếu của huyết phân môn đuổi theo đến mức thở hổn hển, 20 cường giả tiên thiên lưỡng khiếu đều đã chết hết không còn sót lại một ai. Trên mặt đất máu chảy thành sông, khắp nơi đều là chân tay bị cắt lìa chặt gãy. Hoa tường vi ngập trời rơi xuống mặt đất, hương hoa và mùi máu hòa trộn vào nhau tỏa khắp trong không khí, khiến người ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tí tách, Lâm Nhất cầm kiếm mà đứng, máu tươi nhỏ tong tỏng theo đường mũi kiếm xuống dưới nền đất. Mười tay võ giả tiên thiên tam khiếu thở hồng hộc, mồ hôi trán không ngừng chảy ra, ánh mắt nhìn về phía Lâm Nhất trở nên vô cùng hoảng sợ. Người thiếu niên có gương mặt thanh tú trước mắt đây sau khi rút kiếm ra lại mạnh mẽ, sắc bén và quyết đoán đến mức khiến người ta không rét mà run. Huyết phân môn từ trước đến nay luôn tự xưng là thủ đoạn tàn bạo, kẻ khác vừa nghe thấy tên đã sợ mất mật. Nhưng hôm nay, đối mặt với người thiếu niên trước mắt đây trong lòng cũng phải run rẩy. Xa, xa, cầm táng hoa kiếm trong tay, Lâm Nhất chậm rãi bước từng bước tới, bàn châm dẫm lên cánh hoa trên mặt đất, phát ra âm thanh khe khẽ. Thanh âm không lớn nhưng những người khác nghe lại giống như tiếng thổi mệnh phù truyền đến từ trong địa ngục. Mười người sau lưng ướt đẫm mồ hôi, mặt lộ vẻ rối rắm, bị một mình Lâm Nhất bức cho tiến thoái lưỡng nan. Giết! Ánh mắt của người cầm đầu lóe lên một màn độc ác, giận dữ gầm lên, dẫn đầu xông tới.
Giết giết giết. Chín người còn lại đồng loạt gào lên, dựa vào lệ khí trong xương tủy lẫn tâm huyết, bất ngờ xông lên. Lôi âm kiếm pháp, thức cuồng phong. Lâm Nhất khẽ quát rồi vung lên một kiếm, 9981 đạo tàn ảnh xuất hiện. Tàn ảnh trong nháy mắt hoàn mỹ trùng điệp, nhất thời cuồng phong nổi lên, gió rít như sấm. Ầm, cùng với tiếng lôi âm vang vọng tám hướng. Mười tay võ giả tiên thiên tam khiếu đánh đấm loạn xạ xông tới, lúc đi được đến bước thứ ba thì đột nhiên dừng lại. Tất cả bị kiếm quang sắc bén phân thây thành tám mảnh, chết không toàn thây dưới một kiếm. Lôi âm kiếm pháp sánh ngang với võ kỹ tiên thiên siêu phẩm vào khoảnh khắc này đã thể hiện ra uy lực khủng bố làm cho người khác phải sợ hãi của nó. Siêu! Lăng không nhảy lên, Lâm Nhất vượt qua đám thi thể trên mặt đất đến trước mặt Diêm Thiên Thụy cách đó không xa. Diêm Thiên Thụy nhìn thi thể dưới đất, mặt không cảm xúc, giống như người chết đều không phải là người trong huyết vân môn của hắn ta vậy. Thú vị, người như này là không cho ta đi đúng không? Nhìn Lâm Nhất từng bước tới gần, Diêm Thiên Thụy nhẹ giọng cười nói. Lâm Nhất không phí lời với hắn ta, chém ra một kiếm, âm thanh chói tai vang lên. Soát! Ánh mắt Diêm Thiên Thụy lóe lên một tia tàn nhẫn, khi táng hoa kiếm sắp đâm đến trước ngực thì hắn ta vươn tay ra cầm chặt mũi kiếm. Sát! Lâm Nhất hừ lạnh một tiếng, dùng lực đâm về phía trước, nhưng kiếm lại bị đối phương ngang ngạnh tóm chặt lấy. Máu tươi từ trong tay chảy ra, lan xuống thân kiếm. Diêm Thiên Thụy nhìn trông có vẻ không hề hấn gì, hai mắt đỏ ngầu như dã thú, cười khẩy nói, ngươi chưa từng nghĩ qua tại sao ta không bỏ chạy ư. Dứt lời, toàn thân trên dưới Diêm Thiên Thụy không ngừng có máu tươi chảy ra, cả cơ thể của hắn ta bắt đầu điên cuồng nhu động, chớp mắt cao lên 2 mét, cường tráng lực lưỡng lên mấy lần. Chương 271, một trận chiến nghịch thiên. Lúc này Diêm Thiên Thụy không chỉ mặt mà cả người hắn ta đều đã bước vào trạng thái thú hóa, tay phải túm chặt táng hoa kiếm vỗ mạnh một cái. 3. Đánh một chưởng lên trước ngực Lâm Nhất, đánh hắn bay đi cả 100 mét, lực lượng hoàn toàn có thể so sánh được với cường giả tiên thiên tứ khiếu. Khóe miệng Lâm Nhất tràn ra một vệt máu, nhìn về phía Diêm Thiên Thụy đã hoàn toàn thú hóa, cảm giác giống như đang đối mặt với một con yêu thú vậy. Chết cho ta, Diêm Thiên Thụy nhìn về phía Lâm Nhất, trong đôi mắt huyết sắc đều là sự phẫn nộ. Thứ hắn ta đang thi triển hiện tại chính là cấm thuật của huyết phân môn, chỉ có thể thi triển một lần, sau đó sẽ có phản tác dụng cực lớn, chiếc mặt nạ nửa mặt đó sau khi xong chuyện cũng sẽ bị hỏng. Nhưng vì hộp kiếm cổ sau lưng Lâm Nhất mà hắn ta đã không còn quan tâm nhiều nữa. Võ hồn sợi xích huyết sắc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn ta, khí thế trên người hắn ta lần nữa bạo tăng. Không chỉ dừng ở tiên thiên tứ khiếu, mà quả thực sắp đạt gần đến tiên thiên ngũ khiếu rồi, lý trí của hắn ta dần dần biến mất, cuối cùng giống như một con dã thú rít gào. Lắc lư, nhảy lên như đười ươi, lóe lên một đạo tàn ảnh màu máu nhanh chóng giết đến trước mặt Lâm Nhất. Keng keng keng, trọng xích võ hồn trong tay bổ xuống không có chiêu thức quy trình nào cả, gió thanh từng trận ép cho Lâm Nhất lui rồi lại lui về sau. Lực đạo mạnh quá. Cánh tay của Lâm Nhất bị chấn đến mức hơi tê bì, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc, không ngờ huyết phân môn còn có cấm thuật đáng sợ như vậy. Sát sát sát, Lâm Nhất phản kích, từng đạo kiếm quang chém lên người đối phương, máu tươi như suối, nhưng không hề đánh lui được đối phương, ngược lại còn khiến Diêm Thiên Thụy càng bạo phát sự nóng nảy hơn. Phong khiếu như lôi, Lâm Nhất cắn răng, lần nữa thi triển ra cuồng phong thức trong lôi âm kiếm pháp, 81 đạo kiếm quang không kém một ly toàn bộ đánh trúng người đối phương. Cơ thể to lớn của Diêm Thiên Thụy bị đánh bay 100 mét, quần áo trên người đều nổ tung. Trước ngực lộ ra huyết quang nội giáp, nhìn vết chém đáng sợ vẫn chưa đả thương được tới chỗ hiểm. Huyền giáp thượng phẩm. Trong lòng Lâm Nhất chửi thầm một tiếng, không ngờ hắn ta lại mặc một bộ huyền giáp thượng phẩm, thế này thì thật sự có chút khó chơi rồi đây. Diêm Thiên Thụy vốn hoàn toàn thú hóa đã sánh ngang được với yêu thú tiên thiên ngũ khiếu, chỉ là không còn bao nhiêu lý trí mà thôi. Hiện tại, cộng thêm một bộ huyền giáp thượng phẩm thì quả thực khiến người ta có chút tuyệt vọng. Ha ha ha, người còn cái gì chưa lật thì cứ việc sử dụng hết đi, Diêm Thiên Thụy cười gằn, lóe lên rồi lại lần nữa lao tới. Không hề có chiêu thức quy củ gì, nhưng cách đánh lại cực kỳ chí mạng, ép cho Lâm Nhất tỏ ra hơi chút chật vật. Ầm ầm ầm, Lâm Nhất bình tĩnh, kiếm quang vũ động, lùi hơn 100 bước không ngừng. Lôi âm kiếm pháp, lạc hoa thức. Lại 10 chiêu nữa trôi qua. Lâm Nhất túm được cơ hội, đôi mắt trong suốt lóe lên một mạt tinh quang. Lôi âm kiếm pháp thức thứ hai được hắn thi triển ra. Trời đất trong mắt hắn trở nên tối đen,
một đóa hoa tường vi réo rắt thảm thiết lung lay sắp đổ trong không trung. Vào khoảnh khắc khi cánh hoa hoàn toàn chồng chéo lên trên cơ thể của Diêm Thiên Thụy. Trong phút chốc thức lạc hoa này, trong sát na hơi lướt qua, táng hoa kiếm phẫn nộ chém ra. Sát sát, tường vi thê mỹ dưới kiếm quang lóng lánh, nháy mắt bị chém thành hai mảnh. Thình thịch, sợi trọng xích trong tay Diêm Thiên Thụy đồng thời rơi lên người Lâm Nhất, đánh bay hắn đi. Chỉ thấy Diêm Thiên Thụy cũng bị đánh bay đi sau khi kêu rên một tiếng bèn lảo đảo vật lộn định đứng lên. Sắc mặt Lâm Nhất hơi tái nhợt đi, chém ra một kiếm này khiến hắn đã không còn lại bao nhiêu linh nguyên nữa. Hai thức võ kỹ tiên thiên thượng phẩm gần như đã tiêu hao cạn kiệt linh nguyên tiên thiên cũng coi như dư thừa của hắn. Lâm Nhất quỳ một gối xuống đất, nhíu mày nói, vẫn còn đứng lên được ư. Diêm Thiên Thụy vật lộn đứng dậy, sát khí toàn thân càng khủng bố hơn, huyền giáp trước ngực đã xuất hiện vài vết nứt, nhưng quả thực vẫn còn sức chiến đấu. Chết, Diêm Thiên Thụy thấy Lâm Nhất cạn kiệt linh nguyên bắt đầu cười gằn, từng bước tiến tới. Ầm ầm ầm, mỗi một bước chân của hắn ta khiến mặt đất chấn động không ngừng, thậm chí khi hắn giẫm mạnh xuống còn xuất hiện vài kẽ nứt. Tử thần gần tới, khi đối phương sắp sửa giết tới, Lâm Nhất hừ lạnh một tiếng, bàn tay vỗ mạnh xuống mặt đất, khoảnh khắc cơ thể bắn lên liền chém ra một kiếm. Một sợi kiếm quang lượn lờ trong đan điền bay ra dưới ý niệm của hắn. Khi sợi kiếm quang này dung hợp với táng hoa kiếm, Diêm Thiên Thụy chỉ còn cách hắn ba bước chân, sợi xích trong tay hắn còn chưa bổ xuống đã bị mạt kiếm quang nả đánh bay trăm mét, hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Ca sát! Một âm thanh giòn tan vang lên, Diêm Thiên Thụy bay ngược về sau, từng tấc huyền giáp thượng phẩm trên người hắn ta vỡ thành từng mảnh, vỡ tan hoàn toàn. Sau khi rơi xuống đất khiến bụi bặm giấy lên ngập trời, phát ra âm thanh cực lớn. Lâm Nhất cầm kiếm. Giữa hai hàng mi vũ trên gương mặt thanh tú lóe lên sự sắc bén, từng bước bước vào trong đám bụi bặm. Chính giữa trong đám bụi, Diêm Thiên Thụy ngã vật trên mặt đất đã trở lại hình dáng người thường. Chỉ là thân thể thì đã không còn hình người, sắc mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, không còn vẻ liều lĩnh như trước nữa. Thấy Lâm Nhất đi tới, Diêm Thiên Thụy hoảng loạn bò dậy, quay người định bỏ chạy. Bốp! Còn chưa kịp cất bước đã bị Lâm Nhất một cước đá bay. Khoảnh khắc quay người lại liền bị táng hoa kiếm chĩa ngay vào giữa mi tâm. Nói, hộp kiếm này của ta rốt cuộc có nguồn gốc thế nào? Lâm Nhất mặt không cảm xúc, lạnh giọng quát nói. Nhưng ai ngờ, tên Diêm Thiên Thụy sắp chết đến nơi vẫn còn không ngừng nhe răng ra cười, người có giỏi thì giết ta đi. Phụ thân của ta chính là trưởng lão đã đột phá huyền quan của huyết phân môn, một lời nói của ông ấy cũng khiến cả huyết phân môn truy sát ngươi đến tận chân trời góc bể. Chương 272, bí mật trong hộp đựng kiếm. Trái lại rất là mạnh miệng. Diêm Thiên Thụy đã trở thành tù nhân mà còn dám mở miệng uy hiếp, việc này khiến Lâm Nhất có hơi bất ngờ. Ngươi ngoan ngoãn đưa hộp đựng kiếm cho ta, rời khỏi quận Thanh Dương, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội. Thấy Lâm Nhất không nói lời nào, Diêm Thiên Thụy cho rằng đối phương đã bị mình dọa nên tiếp tục nói, ta có trường mệnh đăng ở huyết vân môn đấy, ngươi chết đèn vỡ, ngươi muốn giấu giếm cũng không được. Với địa vị của cha ta, chỉ cần ngươi còn ở lại quận Thanh Dương thì đừng hòng sống rời khỏi đây. Nếu đánh giá cường giả đả thông huyền quan mạnh bao nhiêu, thì là rất mạnh, chỉ một cái phất tay cũng có thể diệt một gia tộc lớn như Khổng gia ở Tử Viêm Thành. Mặc dù huyết phân môn là bá chủ quận Thanh Dương, thế nhưng số lượng trưởng lão đả thông huyền quan có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cha của Diêm Thiên Thụy là một cường giả cảnh giới huyền võ, đương nhiên, không khó để đoán được địa vị của ông ta tại huyết phân môn. Từ món huyền giáp thượng phẩm trên người hắn ta, có thể nhìn ra vài phần. Tuy nhiên, việc đó thì có liên quan gì đến Lâm Nhất? Với tính cách có thù tất báo của Diêm Thiên Thụy, dù có thả hắn ta thì e là đối phương cũng không thực hiện lời hứa của mình. Lâm Nhất huýt sáo một tiếng thật dài, đến khi âm thanh kết thúc, hắn mới quay sang nhìn đối phương và nói, ngươi nên biết ta có một con huyết long mã. Thì sao chứ, ngươi cho rằng có được huyết long mã thì cao thủ của huyết phân môn sẽ không bắt được người à? Thật ngây thơ. Trên khuôn mặt tái nhợt của Diêm Thiên Thụy nở một nụ cười trào phúng. Không phải, ngoại trừ cây cỏ động vật, còn yêu thú này còn thích ăn thịt người. Lâm Nhất mỉm cười, nhưng nụ cười này lại khiến Diêm Thiên Thụy cảm thấy hoảng sợ, không biết đối phương có ý gì. Ngươi cũng biết, hàm răng của ngựa vốn không sắc bén bằng chim, cho nên lúc cắn xé sẽ không dễ dàng cắn đứt, mà phải mài từ từ. Ví dụ như nó muốn ăn bàn tay của ngươi, nó sẽ ngậm trong miệng không buông. Sau đó dùng răng xé rách từng chút một, âm thanh đó chậc chậc.
Diêm Thiên Thụy đang nằm trên mặt đất cảm thấy cả người lạnh lẽo, hai tay co quắp lại, giận dữ hét lên, đừng nói nữa. Lớn lên trong Huyết Vân Môn, từ xưa đến nay Diêm Thiên Thụy vốn đã rất quen thuộc với đủ loại hình thức tra tấn. Nghe được mấy lời nửa thật nửa giả của Lâm Nhất, lại nghĩ đến mấy tên cứng đầu bị tông môn bắt được, hắn lập tức cảm thấy hoảng sợ. Nhưng Lâm Nhất vẫn mặc kệ, tiếp tục nói, lúc này, tay còn lại của ngươi sẽ liều mạng đập vào đầu nó, nhưng lại chẳng làm gì được. Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn tay mình bị gặm từng chút một, nghe thấy âm thanh xương tay bị nhai nát, cảm nhận đau đớn hệt như có hàng vạn con kiến cấu xé thân thể, nhưng ngươi không làm gì được, không thể ngăn cản. Nó ăn xong tay, rồi sẽ ăn đến chân của ngươi, cuối cùng gặm sạch tứ chi, nhưng lúc này ngươi vẫn chưa chết, ồ, tên nhóc kia đến rồi. Cộp cộp cộp, chợt, tiếng vó ngựa vang lên từng hồi, cùng với luồng hơi thở táo bạo ập đến. Huyết Long Mã đã đến, nó nhếch miệng cười. Để lộ hai hàm răng trắng hếu. Sát khí bao phủ toàn thân, da lông đỏ như máu. Nụ cười của nó dọa Diêm Thiên Thụy suýt nữa hồn phi phách tán. Huyết Long Mã cảm thấy rất tò mò, nó dùng chân đá Diêm Thiên Thụy mấy cái, dọa hắn ta run lẩy bẩy. Đừng, đừng ăn ta, người mau bảo con ngựa này tránh xa ta một chút. Diêm Thiên Thụy nhắm tịt hai mắt, cả người lạnh run, không dám nhìn Huyết Long Mã. Người thường hay làm chuyện xấu đến khi gặp báo ứng thì càng thêm sợ hãi. Người hay dùng thủ đoạn tra tấn người khác thì càng bị ảnh hưởng bởi những câu nói mang tính tra tấn, ví dụ như Diêm Thiên Thụy hiện tại. Lâm Nhất vỗ vỗ Huyết Long Mã, nó vui sướng chạy đi, trước khi đi còn nhìn về phía Diêm Thiên Thụy bằng ánh mắt nghi hoặc. Bây giờ ngươi nói được rồi đấy, rốt cuộc cái hộp đựng kiếm này có lai lịch như thế nào? Hộp đựng kiếm của ngươi chính là di vật của Tử Diên Kiếm Thánh. Lâm Nhất khẽ cau mày nói, Tử Diên Kiếm Thánh. Diêm Thiên Thụy nhìn Huyết Long Mã đã chạy đi xa, lòng vẫn còn sợ hãi, khẽ nói, Tử Diên Kiếm Thánh lưu lại truyền thừa, có thể xem như một trong những bảo tàng lớn nhất trong số các di tích thượng cổ của Thanh Dương giới. Trước kia có một vị sư huynh từng tìm thấy di vật của Tử Diên Kiếm Thánh ở Thanh Dương giới, nhưng đều là một vài món trang sức đã hỏng. Chưa có ai tìm được thứ nguyên vẹn như hộp đựng kiếm trên người ngươi. Lâm Nhất trầm ngâm nói, cho nên ngươi mới nảy lòng tham, muốn chiếm làm của riêng. Đó là lúc trước, hiện tại khác rồi, ngươi tha cho ta một lần, chuyện gì cũng có thể thương lượng. Diêm Thiên Thụy đã hoàn toàn mất đi khí thế lúc ban đầu, chấp nhận chịu thua. Lâm Nhất như có điều suy nghĩ, bất giác, hắn liếc thấy tia danh ma trong mắt Diêm Thiên Thụy. Tên tiểu tử này còn giấu giếm điều gì đó. Xem ra ngươi vẫn chưa chịu thành thật. Lâm Nhất cười nhạt. Lập tức đưa tay lên đỉnh huyết sáo gọi Huyết Long Mã lại. Đừng! Vừa nhìn thấy động tác này của hắn, Diêm Thiên Thụy phát hoảng, cắn răng nói, ta nói, từng có một vị sư huynh của Huyết Vân Môn tìm được một phần của cuộn thẻ tre, trong đó có ghi lại một đoạn văn tự cổ rất khó hiểu. Việc này chỉ có cha ta và ta biết rõ, căn cứ theo những ghi chép kia, Tử Diên Kiếm Thánh có thể tung hoành thiên hạ, uy chấn Nam vực vốn dựa vào một thứ thần kỳ, về sau thứ đó được ông ta dung hợp với Tử Băng Thánh Hỏa. Rèn thành một cái hộp đựng kiếm. Tim Lâm Nhất đập nhanh hơn, hắn lạnh lùng nói, là thứ báu vật thần kỳ như thế nào? Rốt cuộc ông ta đã luyện hóa bằng cách nào? Có lưu lại cách thức phá giải hay không? Không biết, ta thật sự không biết việc này. Chỉ tìm được một phần của cuộn thẻ tre nên chỉ có thể lý giải được đại khái. Hầu hết đều do cha ta suy đoán được, ta thật sự không lừa ngươi. Thấy Lâm Nhất không tin, Diêm Thiên Thụy vội giải thích. Việc này chỉ có ngươi và cha của ngươi biết. Đúng, thêm ngươi nữa, hiện tại chỉ có ba người biết được. Chương 273, hối hận không kịp. Sai. Cái gì? Diêm Thiên Thụy hoang mang hỏi. Chẳng lẽ còn có ai khác biết chuyện này? Hiện tại chỉ có hai người biết. Vừa dứt lời, Lâm Nhất điểm một ngón tay vào mi tâm hắn ta, ngay lập tức, mi tâm Diêm Thiên Thụy bị xuyên thủng, hắn ta trợn to mắt, đến chết vẫn không nhắm mắt. Hoàn toàn không hiểu vì sao Lâm Nhất lại muốn giết mình. Lâm Nhất không phải kẻ hiếu sát, nhưng cũng không phải người nhân từ. Trải qua khoảng thời gian tôi luyện sinh tử trong dãy núi Hoàng Vân, hắn đã sớm hiểu được con người ở thế giới này cũng giống như đám yêu thú trong rừng nhiệt đới, vẫn tuân theo quy tắc mạnh được yếu thua. Mềm lòng với kẻ ác chính là để lại mầm họa cho bản thân. Quét mắt nhìn thảm trạng xung quanh, vẻ mặt Lâm Nhất không chút thay đổi, hắn tháo túi trữ vật của Diêm Thiên Thụy ra. Sau đó nhảy lên ngựa rời đi. Trận chiến hôm nay không hẳn là mạo hiểm, nhưng có thể nói là một trong những trận chiến gian nan nhất của hắn. Chống lại Diêm Thiên Thụy có huyền giáp thượng phẩm, lại gần như hoàn toàn hóa thú,
có thể nói hắn đã phải sử dụng toàn bộ át chủ bài. Nếu như đến phút cuối, Diêm Thiên Thụy có thể ngăn cản được kiếm quang bao quanh võ hồn kiếm gãy của hắn thì e là hôm nay, người nằm trên mặt đất chính là Lâm Nhất. Điều này một lần nữa nói rõ với Lâm Nhất, thực lực của hắn vẫn chưa đủ mạnh. Vẫn chưa có đủ tiền vốn, nếu muốn tung hoành ở quận Thanh Dương, hắn nhất định phải sớm ngưng tụ viêm ma chiến thể. Tuy nhiên, bí mật về hộp đựng kiếm vừa biết được lại khiến Lâm Nhất cảm thấy hoảng hốt không thôi, không ngờ thứ mà hắn luôn vác trên lưng lại chính là di vật của một vị kiếm thánh trong truyền thuyết. Kỳ vật thiên địa ư, đó sẽ là gì? Thứ gì có thể khiến cho vị tiền bối kia tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Quả thật khiến người ta hiếu kỳ, đợi đến ngày Thanh Dương giới mở phong ấn, hắn nhất định phải đi một chuyến đến mảnh đất truyền thừa của Tử Diên kiếm thánh mới được. Hắn giục ngựa chạy như điên, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Tổng đà Huyết Vân Môn ở nơi xa xôi, trên một dãy núi hùng vĩ, đình đài lầu các mọc san sát như rừng, vô cùng nguy nga đồ sộ. Sương mù trắng như tuyết lượn lờ quanh núi, linh khí thiên địa vô cùng dồi dào. Trong An Hồn Điện, nơi gửi gắm trường mệnh đăng của các đệ tử tinh anh trong Huyết Vân Môn. Một ngọn đèn đột nhiên tắt ngúm, sau đó vỡ vụn. Giác, trưởng lão áo xám canh giữ trường mệnh đăng mở mắt, khẽ nói, lại có đệ tử qua đời. Ánh mắt ông ta vô cùng bình tĩnh, không có quá nhiều cảm xúc. Tuy Huyết Vân Môn là bá chủ Thanh Dương giới, có thể nói là một tay che trời, chỉ có Quang Minh Các và Kim Diệm Tông là có thể so sánh. Lại nói, ra ngoài lịch luyện luôn phải đối mặt với rất nhiều mối nguy không xác định được. Trong quá trình tôi luyện, tuy rất hiếm khi đệ tử Huyết Vân Môn gặp chuyện, nhưng thực tế vẫn có, và đó cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng khi vị trưởng lão kia từ từ bước đến trước ngọn đèn vừa bị vỡ, nhìn thấy thẻ bài buộc bên dưới thì sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, bàn tay đang nắm thẻ bài cũng khẽ run lên. Diêm Thiên Thụy, tiêu rồi, đó là con trai duy nhất của Diêm trưởng lão. Lòng bàn tay ông ta đổ đầy mồ hôi. Thực lực của Diêm trưởng lão có thể xếp vào 10 thứ hạng đầu trong Huyết Vân Môn, hơn nữa ông ta có tiềm lực rất lớn, là người trẻ tuổi nhất trong số các cường giả đạt cảnh giới huyền võ nắm giữ thực quyền. Không chỉ như thế, Diêm trưởng lão còn là người cực kỳ thiên vị, nếu môn hạ đệ tử bị thương, ông ta chắc chắn sẽ đòi lại gấp trăm lần. Thủ đoạn của người này cực kỳ tàn nhẫn, nổi danh tàn bạo trong Huyết Vân Môn, khiến người nghe thấy sợ vỡ mật, không ai dám trêu chọc. Nếu Diêm trưởng lão biết được con mình qua đời, khó tưởng tượng nổi ông ta sẽ tức giận như thế nào. Không biết quận Thanh Dương này, có bao nhiêu người bị liên lụy nữa đây? Trưởng lão áo xám thở dài, nhấc chân đi ra ngoài, tự mình đến thông báo. Bình thường chỉ cần phái cấp dưới đến là được, nhưng hiện tại, ông ta hiểu được ngoại trừ mình, ai đến cũng chỉ có một kết cục là chết, chắc chắn sẽ bị giận chó đánh mèo. Đại viện Khổng gia tại Tử Viêm Thành. Với tư cách là một gia tộc sánh ngang vạn gia ở Tử Viêm Thành, từ trên xuống dưới Khổng gia cũng có gần vạn người. Hôm nay không hiểu sao Khổng Nguyên lại cảm thấy rất hồi hộp, bất an. Soảng! Chung trà trên tay bất giác run lên, chén sứ rơi trên mặt đất vỡ tan tành. Lập tức có người hầu chạy đến quét dọn, Khổng Nguyên bực bội đá người nọ, tay chân vụng về, nhanh lên một chút. Dạ dạ, lão gia bớt giận. Người hầu run rẩy, không dám nhiều lời. Lúc trước, khi mới bước vào giang hồ, Khổng Nguyên gây ra một thân sát khí, chỉ cần hơi giận dữ là đủ để khiến người khác không dám hé răng. Mặc dù mấy năm nay, lệ khí trên người đã thu lại khá nhiều, nhưng vẫn còn rất đáng sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khổng Nguyên ngước nhìn trời, nhíu mày suy nghĩ, không biết vấn đề nằm ở đâu lại khiến ông ta hồi hộp, lo lắng suốt cả ngày hôm nay, cứ có cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn. Bỗng nhiên, trong đại viện vang lên vô số tiếng kêu gào thảm thiết. Khổng Nguyên biến sắc, vội vàng lao ra ngoài, nhảy vọt lên nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống. Toàn bộ đại viện Khổng gia xuất hiện trong tầm mắt. Chẳng biết từ lúc nào, có một đám hắc y nhân xông vào, tay lăm le lưỡi dao sắc bén, trên mặt mang theo mặt nạ có hoa văn đám mây máu. Đám người này gặp người liền giết, không phân biệt già trẻ lớn bé, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Huyết Vân Môn. Khổng Nguyên tái mặt, liếc mắt liền thấy những người này đều là cao thủ của phân đà Huyết Vân Môn. Ông ta không chút do dự xoay người bỏ chạy. Dầm. Nhưng ngay khi vừa xoay người, một trưởng từ trên trời giáng xuống, đánh ông ta rơi xuống đất. Đối mặt với một trưởng này, thực lực tiên thiên lục khiếu của ông ta lại không hề có sức chống đỡ. Khổng Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, ngước nhìn lên không trung,
xuất hiện trong tầm mắt là một người đàn ông trung niên đang từ từ hạ xuống. Ông ta nghẹn ngào kêu lên, đại ca. Người tới chính là cha của Diêm Thiên Thụy, trưởng lão thâm niên của Huyết Vân Môn Diêm Đằng. Thiên Thụy chết rồi. Diêm Đằng bình thản nói, không hề có một chút cảm xúc. Đầu Khổng Nguyên thoáng chốc trống rỗng, cứ như bị sét đánh, run rẩy không thôi. Diêm Thiên Thụy, chết rồi. Đại ca, để đệ tự kết liễu, có được không? Khổng Nguyên tái mặt, ông ta biết rõ bản thân khó thoát khỏi cái chết, với tính cách của đối phương, ắt sẽ giận lây sang toàn bộ Khổng gia. Những lúc như thế này, không thể cầu xin tha thứ, cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Một khi khiến đối phương càng thêm bất mãn, e là so với chết còn thê thảm hơn. Ông ta biết rất rõ thủ đoạn của Huyết Vân Môn, và càng hiểu rõ đại ca của mình hơn, người này tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Được. Vẻ mặt Diêm Đằng vô cùng lạnh lùng, ông ta không nhiều lời, nhưng từ sắc mặt âm u của ông ta có thể cảm giác được hiện tại trong lòng ông ta đang giận đến mức nào. Khổng Nguyên thầm cười khổ, bất chợt nhớ đến những lời mà Vạn Thu Giã đã nói khi tranh đoạt linh hồ. Liên hệ với Huyết Vân Môn chẳng khác nào nhóm lửa tự thiêu, buồn cười là lúc đó ông ta còn tưởng bản thân sẽ ngoại lệ. Bốp! Nhưng hiện tại đã không thể hối hận được nữa rồi. Chương 274, Vạn gia gặp họa. Rơi vào tuyệt vọng, Khổng Nguyên đành dùng một chưởng đánh vào đầu mình, tự sát. Sau nửa nén hương, có hai người nhảy xuống nóc nhà. Theo thứ tự là hướng lão đà chủ phân đà Huyết Vân Môn cùng một võ giả mặc hoàng y. Hai người đứng bên cạnh Diêm Đằng mà trong lòng cảm thấy thấp thỏm không yên, vô cùng căng thẳng. Diêm trưởng lão, đã giết sạch từ trên xuống dưới Khổng gia, không chừa bất kỳ ai. Hướng lão nhìn về phía Diêm Đằng, khẽ nói, giết nhiều người như vậy nhưng trong lòng ông ta cũng không cảm thấy bất an. Điều khiến ông ta thật sự sợ hãi chính là người trước mắt Diêm Đằng. Đối phương đã mất đi đứa con duy nhất của mình nên rất khó đoán được ngay một khắc sau sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì. Diêm Đằng bỗng nhiên quay người, mặt ông ta tối sầm, lạnh lùng nói, hai người các ngươi nói rõ tất cả chân tướng chuyện này cho ta, không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Hôm đó, Diêm công tử có đến phân đà điều động một ít nhân thủ, ta cũng không nắm rõ chi tiết cụ thể, và cũng không dám hỏi nhiều. Sau đó, chúng ta điều tra ra được công tử muốn giết một người tên Lâm Nhất, trong trận đấu tranh đoạt linh hồ, công tử đã thất bại trong tay kẻ đó một cách thảm hại. Giọng của người mặc hoàng y có hơi run. Hắn ta lần lượt trình bày toàn bộ kết quả điều tra. Ngươi không hề phái cao thủ đi theo, cứ thế bỏ mặc nó một mình ư. Soạt. Khí thế khủng bố thuộc về cảnh giới huyền võ từ trên người Diêm Đằng bộc phát, đè ép người mặc hoàng y đến mức không thở nổi. Thuộc hạ biết sai, vì khi đó Diêm công tử có nói, nếu ai dám lén lút đi theo chính là muốn đối nghịch với ngài ấy, cho nên chúng ta không dám. Người mặc hoàng y đổ mồ hôi lạnh, cuống quýt giải thích. Hướng lão đúng lúc lên tiếng, ta có thể làm chứng việc đó, có vẻ như công tử vừa mắt thứ bảo bối gì đó trên người Lâm Nhất, nếu không, ngài ấy sẽ không kỳ lạ đến vậy. Diêm Đằng thu hồi ánh mắt, lúc này, người mặc hoàng y mới thở hắt ra một hơi. Vừa rồi, trong một khoảnh khắc, hắn ta có cảm giác mình vừa dạo một vòng qua quỷ môn quan. Thân phận của tên Lâm Nhất đó là gì? Diêm Đằng lạnh lùng hỏi. Hướng lão nói cụ thể tin tức quá ít. Chỉ biết là người đến từ bên ngoài, được Vạn gia mời đến tham dự trận tranh đoạt linh hồ. Vạn gia tộc của Vạn Thu Giã ư? Ha ha, mấy năm nay Vạn gia có vẻ thoải mái quá nhỉ. Triệu tập nhân mã, ta muốn huyết tẩy Vạn gia. Tất cả dòng chính, không phân biệt nam nữ, đều áp giải về tông môn luyện thành huyết nô. Khổng gia chỉ có chút liên quan đã bị giết sạch. Vạn gia có quan hệ trực tiếp, đương nhiên Diêm Đằng sẽ không bỏ qua. Hướng lão há miệng muốn nói gì đó, Vạn gia không giống với Khổng gia, thực lực của bọn họ mạnh hơn rất nhiều. Nhưng nghĩ đến việc Diêm Đằng đang nổi nóng, tất nhiên sẽ không nghe vào tai, nên ông ta cũng không muốn nhiều lời. Thuộc hạ đi xử lý ngay lập tức. Người mặc hoàng y hoảng hốt, không dám qua loa, vội nhảy xuống sân, đi triệu tập nhân thủ. Siêu siêu siêu. Một lát sau, có hơn 1.000 võ giả hắc y rời khỏi đại viện Khổng gia. Đằng đằng sát khí lao về phía Vạn gia Tử Viêm Thành. Phút chốc, phong ba nổi lên khắp Tử Viêm Thành khiến lòng người bàng hoàng. Nhìn thấy thế trận kia, có không ít người bị dọa choáng váng, không hiểu vì sao Huyết Vân Môn lại kích động như vậy. Vạn phủ, cha, không ổn rồi. Vạn Phong hấp tấp chạy vào thư phòng, gần như sắp khóc lên, cha, có chuyện lớn rồi. Trên dưới Khổng gia,
bất kể già trẻ đều bị người của Phân Đà Huyết Vân Môn giết sạch rồi, toàn bộ đều chết. Nói đến câu cuối, đầu lưỡi hắn ta gần như cứng lại. Sắc mặt Vạn Thu Giã thoáng thay đổi, ông ta thả quyển sách trong tay ra, trầm ngâm nói, con đừng sợ, từ từ nói. Sau khi trấn tĩnh lại, Vạn Phong mới nói, việc này vừa mới xảy ra đây thôi, không hề có dấu hiệu báo trước, Phân Đà Huyết Vân Môn xuất động toàn bộ lực lượng xông vào Khổng gia, gặp người liền giết, không hề nói gì cả, Khổng Nguyên thì không dám phản kháng, trực tiếp tự vẫn. Hiện tại đám người này đang tập kết lại một chỗ, xông về phía Vạn gia của chúng ta. Có biết nguyên nhân là gì không? Sắc mặt Vạn Phong trắng bệch, có hơi bối rối nói, hình như là vì Lâm Nhất. Diêm Thiên Thụy đã chết trong tay Lâm Nhất, hiện tại đối phương muốn đến báo thù. Đó chính là lý do khiến Vạn Phong sợ hãi, bởi vì Lâm Nhất là người do hắn ta giới thiệu. Hắn ta cẩn thận nhìn về phía Vạn Thu Giã, lòng thấp thỏm không yên, càng lúc càng cảm thấy hoang mang lo sợ. Nếu Vạn gia gặp phải tai họa ngập đầu vì hắn ta, há chẳng phải hắn ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ sao? Vừa nghĩ đến kết cục bi thảm của Khổng gia, Vạn Phong liền cảm thấy lo sợ không thôi. Nhưng dường như cha của hắn ta lại không hoảng hốt như trong tưởng tượng, vẻ mặt ông ấy chỉ có hơi nghiêm túc mà thôi. Phong Nhi, con có biết trong 100 thành trì ở quận Thanh Dương này, hàng năm đều có những gia tộc giống như Khổng gia bị diệt không? Con! Vạn Phong cảm thấy hơi khó hiểu, sao cha lại hỏi hắn như vậy? Vạn gia có thể xưng bá ở Tử Viêm Thành, mặc dù chúng ta không diệt môn, nhưng số lượng người chết bởi chúng ta e là con khó mà tưởng tượng nổi. Gương mặt có phần nho nhã của Vạn Thu Giã lúc này khiến người ta cảm thấy không rét mà run, nhưng bất giác lại có tác dụng trấn an cảm xúc của Vạn Phong. Ở quận Thanh Dương không có phải trái đúng sai, chỉ có mạnh được yếu thua, con không làm sai gì cả, chỉ là con không đủ mạnh mà thôi. Vạn Thu Giã tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, đưa cho Vạn Phong rồi nói, cầm nhẫn của ta đi đến Phân Đà Quang Minh Các, nói rõ tình hình cho bọn họ, ắt sẽ có người tìm đến con. Cha! Vạn Phong nắm chặt chiếc nhẫn. Bất giác cảm thấy tâm trạng vô cùng nặng nề. Đi nhanh về nhanh, một tên Diêm Đằng mà thôi, muốn diệt Vạn gia ta ư? Không đơn giản vậy đâu. Vừa dứt lời, Vạn Thu Giã đột ngột đứng dậy, giữa hai đầu lông mày ông ta bỗng lóe lên tia sắc bén. Cạch! Ông ta bước đến mở cửa thư phòng, bên ngoài, toàn bộ trưởng bối của Vạn gia đã tụ tập đông đủ. Đại ca, đệ đã sớm nói với huynh, đừng để tên Lâm Nhất kia tham gia tranh đoạt linh hồ, giờ thì hay rồi. Huynh không nghe đệ, Vạn gia ta sắp bị diệt rồi. Vạn Thiên ôm một bụng tức, vừa nhìn thấy Vạn Thu Giã liền nghiêm giọng quát lên. Rầm. Vạn Thu Giã hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đánh ra một chưởng khiến Vạn Thiên ngã lăn ra đất. Trên người ông ta bộc phát khí thế mạnh mẽ thuộc về tiên thiên thất khiếu, khiến cho rất nhiều trưởng bối Vạn gia phải kinh ngạc. Gia chủ, người đột phá tiên thiên thất khiếu rồi. Vạn Thu Giã bình tĩnh gật đầu, lạnh lùng nhìn về phía Vạn Thiên và nói. Hiện tại tình hình đang cực kỳ nghiêm trọng, nếu ai dám nhiễu loạn quân tâm, giết không tha. Gia chủ, phải làm sao bây giờ? Không bao lâu nữa người của Huyết Vân Môn sẽ đến. Mở binh khí các, lấy ra tất cả huyền binh, đem nhiên huyết đan phân phát cho mỗi người một viên, thuận tiện thông báo với lão tổ, mong người có thể xuất quan khi cần. Ở Tử Viêm Thành, Vạn gia ta không phải ai muốn giết cũng có thể giết. Vẻ mặt Vạn Thu Giã tràn đầy sát khí, lạnh lùng nói. Chương 275, diệt Vạn gia chỉ để hả giận. Trong đại viện, vẻ mặt Vạn Thu Giã tràn đầy sát khí, lạnh lùng nói. Tất cả trưởng bối Vạn gia đều lộ vẻ xúc động, hiển nhiên, bọn họ không ngờ Vạn Thu Giã lại quyết đoán như vậy. Ha ha, thật mạnh miệng. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh không mấy hài hòa đột ngột vang lên, quanh quẩn trên bầu trời Vạn phủ, liên miên không dứt. Âm thanh kia ẩn chứa lực lượng ma tính, lúc ban đầu còn chưa có tác dụng gì nhiều. Nhưng thời gian dần trôi qua, càng lúc càng khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Là ai? Trưởng bối Vạn gia lập tức lộ vẻ hoảng sợ, cảm thấy có hơi hồi hộp. Vù vù. Hai bóng người từ xa đến gần, bước đi như bay, tiến thẳng vào Vạn phủ được thủ vệ xâm nghiêm. Á, á, á. Tiếng hét thảm vang lên không ngừng, có hai hộ vệ Vạn gia can đảm ra tay với người này, nhưng còn chưa đến gần thì đã bị giết chết ngay tại chỗ. Chẳng mấy chốc. Hai bóng người kia đã đi đến trước mặt chúng trưởng bối Vạn gia. Chính là Diêm Đằng và Hướng lão đà chủ Phân Đà Huyết Vân Môn, tốc độ của hai người họ nhanh gấp mấy chục lần so với những võ giả khác, đã dẫn đầu giết tới cửa. Trên người Diêm Đằng có một luồng khí tức vô cùng lạnh lẽo,
đáng sợ, mà hầu hết trưởng bối của Vạn gia không cách nào nhìn thấu được. Một ánh mắt của ông ta khiến các vị trưởng bối Vạn gia bị dọa run lên. Cao thủ tiên thiên tứ khiếu, ngũ khiếu đứng trước mặt ông ta chẳng khác nào con sâu cái kiến. Sắc mặt Vạn Thu Dã sầm xuống, ông ta cắn răng bước lên trước và nói, bái kiến Diêm tiền bối. Mặc dù chưa từng gặp mặt đối phương, nhưng với tu vi sâu không lường được này, Vạn Thu Dã dễ dàng đoán được thân phận của người đến. Diêm Đằng lạnh lùng nói, ta đến đây chỉ để xác nhận một việc, tên khốn Lâm Nhất kia có phải do ngươi mời đến hay không? Vạn Thiên đang nằm trên mặt đất đột nhiên lồm cồm bò dậy, nở một nụ cười âm hiểm rồi nói, Diêm tiền bối, tiểu tử Lâm Nhất là do huynh ấy mời đến, không liên quan gì đến Vạn gia chúng ta. Người Vạn gia còn chưa kịp kinh ngạc thì một trưởng vô cùng mạnh mẽ mang theo huyết quang đáng sợ hung hăng đánh lên người Vạn Thiên, phút chốc, ông ta đã bị đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ. Thủ đoạn đáng sợ như thế khiến hầu hết trưởng bối Vạn gia bị dọa lui về sau, trên mặt đều là vẻ kinh hãi. Cường giả cảnh giới huyền võ quả nhiên danh xứng với thực. Đây chính là cường giả cảnh giới huyền võ, đã trải qua thời khắc sinh tử để đánh vỡ huyền quan, cô đọng ra châm nguyên. Ông ta chỉ cần một cái phất tay, liền có thể giết chết tiên thiên. Ta không hỏi những kẻ khác, chớ có xen vào. Diêm Đằng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Vạn Thu Dã, quát lên, rốt cuộc Lâm Nhất có phải do Vạn gia ngươi mời đến hay không? Đột nhiên, Vạn Thu Dã mỉm cười rồi nói, phải hay không thật sự quan trọng ư? Cũng như cường giả cảnh giới huyền võ muốn giết người mà cũng cần lý do à? Hiện tại, xem như ông ta đã nhìn rõ, Diêm Đằng muốn diệt Vạn gia đơn thuần chỉ để hả giận mà thôi. Diêm Đằng thoáng sững sờ, ngay sau đó hừ lạnh nói, ngươi muốn tự mình kết thúc, hay để ta động thủ? Có thể mở ra thất khiếu cũng không dễ dàng gì, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn cái chết cho mình. Khí thế vô cùng bá đạo khiến người ta không khỏi khó chịu. Nói cho ngươi cơ hội lựa chọn, nhưng kết quả cuối cùng vẫn là chết. Tuy nhiên, không ai dám lên tiếng phản bác, cường giả cảnh giới huyền vũ quả thực có đủ sức mạnh để ngang ngược như vậy. Ngươi ra tay đi. Vẻ mặt Vạn Thu Dã vô cùng lạnh lùng, hào quang chợt lóe trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành một thanh trường thương màu bạc. Mũi thương vô cùng sắc bén. Có cốt khí, sinh thời ta thích nhất là giết những kẻ cứng đầu cứng cổ. Diêm Đằng nở nụ cười, nhưng nụ cười này lại khiến người ta có cảm giác sởn gai ốc, khí thế trên người ông ta lập tức tăng vọt. Ngoài Vạn Thu Dã, các vị trưởng bối khác của Vạn gia đều bị luồng khí thế này đánh bay, liên tục ngã xuống đất, hộc máu tại chỗ. Còn chưa chính thức ra tay mà đã như vậy. Đến khi ông ta thật sự ra tay thì e là khó mà tưởng tượng nổi thực lực có bao nhiêu khủng bố. Chết! Diêm Đằng hừ lạnh một tiếng, thoáng cái ông ta đã đến trước mặt Vạn Thu Dã, tốc độ nhanh đến mức khó tưởng. Vung tay, đánh ra một chưởng. Ngay khi đối phương ra chiêu, Vạn Thu Dã hoảng sợ phát hiện tay chân mình không cách nào nhúc nhích được. Dưới uy áp đáng sợ, bất kể ông ta có cố gắng thế nào cũng không điều khiển được cơ thể mình. Chương 276, huyết sắc truy sát lệnh. Nhưng ngay khi Vạn Thu Dã đã hoàn toàn tuyệt vọng, một luồng khí thế hùng mạnh bất chợt xuất hiện phía sau ông ta, đón nhận một chưởng của Diêm Đằng. Dư âm còn sót lại tạo thành chấn động, khiến hơn phân nửa vạn phủ đổ sụp, đồng thời cũng khiến rất nhiều người bị thương nặng. Xuất hiện sau lưng Vạn Thu Dã là một ông lão với khuôn mặt già nua, lông mày đã bạc trắng, vừa khéo. Khí thế hung mãnh trên người ông ta cũng không yếu hơn bao nhiêu so với Diêm Đằng. Thịch thịch thịch. Diêm Đằng lui về sau mấy bước, ngước nhìn người vừa đến, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc. Lão Tổ. Nhìn thấy ông lão kia, người Vạn gia vô cùng mừng rỡ, đây chính là lão tổ của Vạn gia vẫn luôn bế quan để đột phá cảnh giới huyền võ. Vạn Thu Dã cũng lộ vẻ vui mừng, quay đầu nhìn ông lão kia và nói cha, người đã thành công. Ông lão khẽ gật đầu. Sau đó quay sang Diêm Đằng, Diêm trưởng lão, chuyện hôm nay dừng lại tại đây, ngươi thấy sao? Ngày khác, Vạn gia chúng ta sẽ chính thức tạ lỗi với Huyết Vân Môn, quyết không để ngươi mất mặt. Vẻ mặt Diêm Đằng âm u khó dò, ông ta không ngờ Vạn gia đột nhiên lại xuất hiện một cường giả cảnh giới huyền võ. Hiển nhiên, người trước mắt vừa mới xuất quan không lâu. Thực lực tất nhiên không bằng ông ta, nhưng đối phương đã ra mặt, ông ta muốn huyết tẩy Vạn gia e là hơi khó. Tất phải trả một cái giá lớn. Diêm trưởng lão quả thật oai phong, nơi tốt như Huyết Vân Môn không ở, lại chạy đến Tử Viêm Thành nhỏ bé này để ra oai. Nhưng ngay lúc này, lại có một đoàn người tiến đến dưới sự dẫn dắt của Vạn Phong.
Sắc mặt Hướng Lão lập tức thay đổi, ông ta nhận ra người thủ lĩnh kia chính là An Đồng Quan Đà chủ phân Đà Quang Minh Các. Diêm Đằng tối sầm mặt, từ khi nào đến phiên Quang Minh Các nhúng tay vào việc của Huyết Vân môn ta? An Đồng Quang cười lạnh đáp, được, hôm nay ngươi có thể vì hả giận mà tàn sát vạn gia từ trên xuống dưới. Tuy nhiên, thế lực của Huyết Vân môn ở phụ cận quận Thanh Dương đừng cũng mong có ngày tốt lành, quận Thanh Dương này còn chưa đến phiên Huyết Vân môn ngươi một tay che trời. Hướng Lão âm thầm truyền âm cho Diêm Đằng, mong muốn việc hôm nay chấm dứt tại đây. Nếu vì thù riêng mà dẫn đến khai chiến với Quang Minh Các, e là sẽ bị môn chủ trách tội. Chuyện đến nước này, Hướng Lão cũng có hơi luống cuống. Tuy Diêm Đằng rất đáng sợ, nhưng môn chủ Huyết Vân môn còn đáng sợ hơn. Nếu Diêm Đằng cứ cố chấp làm theo ý mình, dẫn đến việc khai chiến cùng Quang Minh Các, đến lúc đó, kẻ xúi quẩy đầu tiên chính là ông ta. Đi! Vốn lão tổ vạn gia hiện thân đã khiến Diêm Đằng muốn lui, lúc này, ngay cả Quang Minh Các cũng ra mặt, dù trong lòng có phẫn uất thế nào đi nữa thì Diêm Đằng cũng không thể không dừng tay. Phụt! Đợi đến khi Diêm Đằng cùng Hướng Lão đã đi xa, lão tổ vạn gia mới phun ra một búng máu, khiến người vạn gia vô cùng lo lắng. An Đồng Quang của Quang Minh Các cười nói, chớ có hoảng, ông cụ chỉ yếu thế hơn Diêm Đằng một chút mà thôi, không có gì đáng lo ngại. Tên kia vốn là cao thủ cảnh giới huyền võ đã nổi danh từ lâu, cụ nhà chỉ mới đột phá huyền quan, hiển nhiên không làm gì được ông ta. Lão tổ vạn gia khẽ thở dài, quá mạnh, nếu hôm nay không có An Đà chủ, e là vạn gia ta khó thoát khỏi kiếp nạn lần này. An Đồng Quang cười nói, đừng khách sáo, cụ đã đột phá huyền quan, xem như vạn gia đủ thực lực để trở thành một trong những thế lực hàng đầu quận Thanh Dương rồi, đối với Quang Minh Các, đó cũng là chuyện cực kỳ tốt. Ngày sau, Quang Minh Các ắt sẽ cần đến cụ. Dù không có cường giả cảnh giới huyền võ thì Quang Minh Các cũng sẽ không ngồi nhìn vạn gia bị diệt, nếu không, ngày sau còn ai dám dựa vào bọn họ nữa chứ. Hôm nay, dưới sự áp bức của Huyết Vân môn, vạn gia đã hoàn toàn đứng về phía Quang Minh Các, lại còn có thêm một cường giả cảnh giới huyền võ, quả thật là kiếm được món hời. Ít nhất lúc này, trong lòng An Đồng Quang cảm thấy rất thích thú. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến Diêm Đằng đích thân đến Tử Viêm Thành, gia chủ vạn gia, có thể nói rõ với ta được không? An Đồng Quang nhìn về phía Vạn Thu Giã, lên tiếng dò hỏi. Tình thế cấp bách, bọn họ đã chạy một mạch đến đây, trước đó, Vạn Phong chỉ nói sơ qua nên đến giờ ông ta vẫn chưa biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Vạn Thu Giã cười khổ, kể lại toàn bộ sự việc. Vậy mà lại giết chết Diêm Thiên Thủy. An Đồng Quang lộ vẻ kinh ngạc. Diêm Thiên Thủy có thể xem là một trong những đệ tử nội môn nổi danh trong hàng ngũ đệ tử trẻ tuổi của Huyết Vân môn. Vậy mà lại chết trong tay một thiếu niên không có danh tiếng gì. Mãi một lúc lâu sau, An Đồng Quang mới lắc đầu nói, cái người tên Lâm Nhất kia nếu còn dám nán lại quận Thanh Dương thì e rằng khó thoát khỏi cái chết. Diêm Đằng chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn, rất có thể ông ta sẽ ban bố huyết sắc truy sát lệnh. Vạn Thu Giã và Vạn Phong lập tức thay đổi sắc mặt. Người bị truy nã bởi huyết sắc truy sát lệnh hầu hết đều chết rất thảm, có rất ít người miễn cưỡng trốn thoát được. Ở quận Thanh Dương, toàn bộ đều đã chết, không có ngoại lệ. Chương 277, Tiên Thiên Tam Khiếu. Tin tức Khổng gia của Tử Viêm Thành bị diệt môn lan khắp quận Thanh Dương gần như chỉ trong một đêm. Hàng chục nghìn người già trẻ gái trai của Khổng gia đều bị giết sạch, gia chủ tự sát tại chỗ. Ở quận Thanh Dương, hầu như mỗi năm đều có thế lực gia tộc bị xóa sổ. Nhưng thực sự bị xóa sổ thì rất ít. Ngoại trừ Huyết Vân môn, hầu hết các thế lực khác đều không tàn nhẫn như vậy. Chắc chắn người diệt Khổng gia lần này lại là Huyết Vân môn. Tin tức ngày càng lan nhiều thì tên tuổi của một thiếu niên cũng lan rộng khắp quận Thanh Dương. Lâm Nhất, ngày thứ hai sau khi Khổng gia bị tiêu diệt, Huyết Vân môn phát ra huyết sắc truy sát lệnh, cứ ai có manh mối về Lâm Nhất thì sẽ được thưởng 1.000 viên tiên thiên đan, ai lấy được đầu Lâm Nhất sẽ nhận được 5.000 viên. Tiên thiên đan là đan dược quan trọng nhất của cảnh giới tiên thiên, có sự trợ giúp của tiên thiên đan, tốc độ tu luyện có thể tăng nhanh gấp đôi. Ở quận Thanh Dương này, chỉ tông môn ở cấp bậc tam đại bá chủ mới có thể luyện ra, người ngoài có linh thạch cũng khó mà mua được. Phần thưởng hậu hĩnh như vậy, hầu như ai cũng động lòng. Phân đà của Huyết Vân môn trải rộng khắp quận Thanh Dương cũng bắt đầu hành động, tìm kiếm trên diện rộng khắp quận Thanh Dương. Bỏ ra cái giá đắt như vậy chỉ để đuổi giết một võ giả tiên thiên lưỡng khiếu, đây quả là chuyện hiếm thấy ở quận Thanh Dương. Cái tên Lâm Nhất cũng khơi dậy sự tò mò của rất nhiều người. Đã mấy năm rồi Huyết Vân môn không hạ huyết sắc truy sát lệnh.
nhưng Lâm Nhất lại không hề biết những điều này. Cho dù biết thì cũng sẽ không có nhiều phản ứng. Hắn biết rõ giết Diêm Thiên Thụy sẽ có hậu quả gì. Nhưng nhân sinh tại thế, nếu lúc nào cũng nhân nhượng vì lợi ích toàn cục thì sống còn có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ để mặc cho đối phương bắt nạt, ngoan ngoãn dâng hộp đựng kiếm lên sao? Không có chuyện đấy đâu. Quận Thanh Dương vô cùng rộng lớn, diện tích gấp mấy lần nước Thiên Thủy, hắn không tin Huyết Vân Môn có thể lục tung cả quận Thanh Dương. Sau khi giết Diêm Thiên Thủy, Lâm Nhất lập tức chạy tới dãy núi Thiên Chập. Có rất nhiều yêu thú đáng sợ sống trong dãy núi Thiên Chập, nguy hiểm hơn dãy núi Hoàng Vân rất nhiều lần. Ở đó thậm chí còn có cả yêu thú viễn cổ, trong dãy núi cũng có rất nhiều loại hoa cỏ và trái cây kỳ lạ. Có thực lực là có thể tới đây mạo hiểm, có thể ngươi sẽ nhận được rất nhiều, cũng có thể ngươi sẽ phải chết ở đây. Tuy nhiên Lâm Nhất tới đây không phải để săn yêu thú, cũng không phải để tìm hoa cỏ lạ hay bảo vật của đất trời. Hắn tới đây vì dung nham chi tâm. Trong dãy núi Thiên Chập, giữa những ngọn núi nhấp nhô chập trùng có một ngọn núi nguy nga khổng lồ, cao vút lên mây và có màu đỏ rực, tên là núi Thiên Hỏa. Đây là ngọn núi lửa sống nổi tiếng gần xa, linh khí thuộc tính lửa của nó cực kỳ mạnh mẽ. Núi lửa hoạt động quanh năm, cứ một thời gian lại phun ra một lượng nham thạch nóng chảy lớn, hỏa diệm dày đặc phun ra từ lòng đất thiêu cả bầu trời thành màu đỏ rực. Nham thạch nóng rơi xuống, dù là võ giả tiên thiên cũng phải cẩn thận ứng phó. Dung nham chi tâm ẩn trong bầu trời đầy nham thạch nóng chảy, nó cũng sẽ được phun ra cùng với nham thạch. Dãy núi Thiên Chập cách Tử Viêm Thành nửa tháng lộ trình. Lâm Nhất ra roi thúc mạnh vào huyết long mã để nó chạy thật nhanh. Với tốc độ như vậy, 6 ngày hắn đã tới. Nơi đó chính là núi Thiên Hỏa Nhỉ. Đứng trên vách núi cao, Lâm Nhất nhìn những đỉnh núi chập trùng phía xa. Trong số những đỉnh núi vô tận, có một ngọn núi cực kỳ đặc biệt. Đỉnh núi mù mịt khói và có màu đỏ rực. Cách xa trăm dặm, dường như hắn vẫn có thể cảm nhận được sức nóng trên đỉnh núi. Hắn đang nhìn thì thấy có tiếng động lớn phát ra từ đỉnh núi Thiên Hỏa, vách núi dưới chân khẽ rung lên. Nham thạch đáng sợ như con rồng đỏ rực phá vỡ xiềng xích của lồng, lao vụt lên tận trời cao. Bùm! Tiếng động lớn vẫn tiếp tục vang lên, cảnh tượng như tới ngày tận thế xuất hiện ở cuối tầm mắt của Lâm Nhất. Cách xa hàng trăm dặm mà vẫn khiến lòng người sợ hãi, cảnh tượng ấy vô cùng đáng kinh ngạc, nửa bầu trời đỏ rực sau đó hóa thành một trận mưa nham thạch nóng chảy. Rào rào rào. Nhất thời, nó giống như một trận mưa tầm tã tạo thành từ lửa, bao phủ toàn bộ núi Thiên Hỏa. Dường như loáng thoáng còn thấy có bóng người đang nhảy nhót trong cơn mưa nham thạch. Dung nham chi tâm đang ở trong cơn mưa hỏa diệm sao? Lâm Nhất như có điều suy nghĩ. Dị tượng thiên địa đáng sợ như vậy ít nhất phải thực lực tiên thiên tứ khiếu mới có thể tranh đoạt. Hơn nữa còn phải tu luyện công pháp thuộc tính lửa, hoặc là công pháp thuộc tính băng, võ giả tu luyện một trong hai loại công pháp này phải có thực lực cao mới được. Khá phiền phức. Nhìn tình hình này, cuộc chiến giành lấy dung nham chi tâm vô cùng ác liệt, không cẩn thận là sẽ bị đánh thê thảm. Cứ từ từ đã. Sau khi gió thiên hỏa phun trào một lần, lần phun trào tiếp theo ít nhất cũng phải 7 ngày sau. Nếu xui thậm chí phải đợi hơn một tháng. Không vội. Trên đỉnh núi, Lâm Nhất ngồi xếp bằng, lấy từng thứ trong nhẫn chữ vật ra. Vật này giống như nửa chiếc sừng, cực kỳ cứng, phần cuối lại vô cùng sắc nhọn. Chính là linh nhũ tiên thiên đông đặc mà Lâm Nhất mạo hiểm để có được ở viêm mạch dưới đáy linh hồ bát phẩm. Không giống với linh nhũ tiên thiên dạng lỏng, Lâm Nhất không có ý định bán linh nhũ tiên thiên đông đặc này. Hắn gõ một chút vào ô nhịp. Bằng khoảng kích thước của móng tay, sau đó búng ra. Huyết long mã đang ngồi bên cạnh đột nhiên vùng lên, ngậm lấy. Chương 278, núi Thiên Hỏa. Cộp cộp cộp. Huyết long mã được ban thưởng thì lập tức vui mừng tung vó, chạy thật sâu vào trong rừng để luyện hóa. Tốt nhất có thể mở thêm một khiếu trước khi tới núi Thiên Hỏa. Trong tay hắn còn 4 bình linh nhũ tiên thiên, cộng thêm hơn nửa đoạn linh nhũ đông đặc. Cho dù căn cốt của hắn có kém hơn nữa thì bao nhiêu linh nhũ đây cũng đủ để ngưng tụ một mạch. Hơn nữa tiên thiên thuần dương công của hắn đã tới tứ trọng, tốc độ luyện hóa linh nhũ nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Chắc cũng được rồi. Lâm Nhất nhìn núi Thiên Hỏa phía xa, trong mắt lóe lên một tia sáng. Nếu như không mở thêm được một khiếu nữa, tới núi Thiên Hỏa e rằng không thể tóm được dung nham chi tâm. Hắn lấy ra một chiếc bình ngọc, không suy nghĩ nhiều. Lập tức uống linh nhũ tiên thiên trong đó vào bụng như uống nước. Nếu có người ngoài ở đây chắc chắn sẽ trách hắn không biết tiếc của trời.
Loại linh nhũ tiên thiên hiếm có này, một bình nhỏ thôi cũng phải dùng ít nhất 2 tháng. Mỗi lần nhỏ 1-2 giọt vào bồn tắm, sau đó ngồi vào để tu luyện. Nhưng Lâm Nhất không cần, hắn rót thẳng vào miệng, không để lại 1 giọt. Linh nhũ vào cơ thể, linh nguyên đang chảy trong kinh mạch sôi trào ngay lập tức, linh nguyên như ngọn lửa vàng kim trào dâng liên tục, tựa như dòng sông chảy xiết. Toàn thân hắn vô cùng dễ chịu. Còn chưa vận công mà đã có thể cảm nhận được tu vi của mình đang tiến bộ từng chút một. Đã quá! Mặt Lâm Nhất đỏ hồng, vẻ mặt mừng rỡ, trong mắt lóe lên tia sáng hưng phấn. Một lúc sau hắn từ từ nhắm mắt, vận hành tiên thiên thuần dương công. Trong thoáng chốc, linh nguyên trong cơ thể như núi lửa phun trào, phát ra âm thanh kinh thiên động địa. Linh nhũ tiên thiên vào kinh mạch nhanh chóng được tiên thiên thuần dương công luyện hóa. Ào! Lâm Nhất ngồi xếp bằng, trên người tỏa ra từng làn linh khói, toát ra khí chất phiêu giật như thần tiên trên đỉnh núi. Mặt trời mọc rồi lại lặn, nháy mắt đã 9 ngày trôi qua. Hôm nay, Lâm Nhất đang tắm trong ánh ban mai rực rỡ, đột nhiên trên người xảy ra tình huống đáng kinh ngạc. Gió lớn thổi lên khiến cho mây mù trên đỉnh núi bay tán loạn. Lâm Nhất mở mắt, đôi mắt trong veo đầy tinh thần phấn chấn. Trong ánh ban mai, nụ cười trên khuôn mặt khôi ngô vô cùng tỏa nắng. Nhìn hơn nửa đoạn linh nhũ đông đặc trong tay, Lâm Nhất cười tự giễu, căn cốt của mình đúng là hơi vội vàng. Sau khi dùng hết 4 bình linh dịch và 1/2 linh nhũ đông đặc, Lâm Nhất mới miễn cưỡng lên được tiên thiên tam khiếu. Nếu là nhóm Vạn Phong, chỉ cần 4 bình linh dịch là có thể đột phá tam khiếu rồi, thậm chí là hơn. Cảnh giới tiên thiên có thể mở tam khiếu đã được coi như bước vào cảnh giới đại thành, 4 khiếu phía sau sẽ càng lúc càng khó mở. Khiếu thứ 3 này Lâm Nhất lựa chọn thủ khiếu. Không vì lý do gì khác, để ngưng tụ được viêm ma chi khu, khí lực đã đạt tới 5.000 cân, nếu mở thêm thủ khiếu thì khí lực có thể tăng vọt, coi như tăng được gấp đôi. Giờ đây hắn chỉ cần vung 1 chưởng là có thể bộc phát khí lực đáng sợ lên tới gần 10.000 cân. Đáng thương cho thân thể không có khí lực của mình, lực đạo quyền trưởng đáng kinh ngạc nhưng lại chẳng thể thực hiện quyền pháp tốt. Lâm Nhất thở dài, oán niệm của hắn với Long Hổ Quyền vẫn còn khá lớn. Điều kiện hiện tại của hắn đã đủ để tu luyện Long Hổ Quyền, tiếc là muốn lĩnh ngộ chiêu thức hoàn chỉnh từ bản thiếu là quá khó. Trên đỉnh núi, Lâm Nhất đánh 1 chưởng lên mặt đất, sức mạnh 10.000 cân bộc phát ra. Vách đá không lớn nứt ra từng đường, lắc lư sắp đổ. Lâm Nhất như không thấy, hắn nheo mắt nhìn núi thiên hỏa phía xa rồi lẩm bẩm, đã đến lúc thể hiện bản thân rồi. Toàn bộ vách núi sụp đổ, Lâm Nhất rơi xuống từ đỉnh núi cao gần 10.000 mét theo từng tảng đá vụn. Tử băng diên tước trên bề mặt hộp đựng kiếm vẫy cánh, hỗ trợ tạo ra lực lơ lửng. Hắn không thể bay lên ngọn núi 10.000 mét, nhưng nhảy xuống thì sẽ không bị thương. Lâm Nhất vững vàng đáp đất từ độ cao 10.000 mét. Khi đáp đất, dưới chân hắn tạo gió, lá rụng cuộn tròn trên mặt đất. Thật kích thích. Rơi từ độ cao 10.000 mét xuống rất đã. Lâm Nhất đứng dậy, nhìn rừng núi rậm rạp trước mặt, cổ thụ chọc trời nối thành từng mảng, có thể cảm nhận được khí tức vô cùng hung hãn ẩn chứa trong đó. Để đến núi Thiên Hỏa phải đi qua khu rừng rậm nơi có đầy yêu thú này. Có thể coi đây là khảo nghiệm đối với võ giả, ngay cả khu rừng này cũng không vượt qua được thì đừng nói gì tới núi Thiên Hỏa. Tiếng vó ngựa nặng nề vang lên, Lâm Nhất đưa mắt nhìn thì thấy huyết long mã tựa ngọn lửa huyết sắc chạy xuyên qua khu rừng. Nhìn kỹ lại thì thấy khí tức trên thân Tiểu Hồng đã đáng sợ hơn mấy ngày trước. Đã đạt tới tiên thiên tứ khiếu. Không đúng, tiên thiên tứ khiếu. Lâm Nhất khẽ cau mày, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần nghi hoặc, cơ thể của yêu thú huyết long mã, trong huyết mạch có một chút huyết long mờ nhạt. Căn cốt tốt hơn hắn nhiều, luyện hóa linh nhũ đông đặc nhỏ cỡ móng tay, tăng lên tam khiếu không có vấn đề gì lớn. Nhưng tiên thiên tứ khiếu là sao? Chẳng lẽ nó tìm được bảo vật đất trời nào trong khu rừng? Hắn nghĩ tới nghĩ lui thấy cũng chỉ có khả năng này. Lâm Nhất cười bảo, vận may tốt lắm. Không đúng. Trên người huyết long mã có vết thương, mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, đến gần hắn mới phát hiện trên thân nó có vài vết sẹo vô cùng đáng sợ, trông hơi dọa người. Súc sinh, đừng hòng chạy. Vài luồng khí tức ngang ngược xuất hiện trên thân huyết long mã, Lâm Nhất nhướng mày, tổng cộng có 6 người. Chết đi. Đồ súc sinh. Chương 279, ức hiếp huyết long mã. Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ trên ngọn cây ầm ầm nhảy xuống, vẻ mặt luống tuổi, mắt thấy một đạo quyền mang định đánh lên người huyết long mã.
Huyết Long Mã xoay người vung vó ngựa ở chi trước cường tráng lên rồi nhảy lên không. Vó ngựa nặng nề lượn lờ tia chớp nhàn nhạt, trực tiếp đá bay người tiến đến đi. Phốc! Người đó hộc ra máu tươi, sau khi rơi xuống đất còn lăn vài vòng. Mấy người truy đuổi hít ngược một hơi, vội vàng dừng bước. Con súc sinh này vậy mà không bỏ chạy ư? Mấy người đó mặt lộ vẻ nghi hoặc, thần sắc cảnh giác, thoáng hiện lên sự khó hiểu. Hình như mấy vị có chút bất mãn với con Huyết Long Mã này của ta hà. Đang nghi ngờ bất định thì một đạo thân ảnh lưng đeo hộp kiếm lặng yên hạ xuống. Lâm Nhất thoáng nhìn qua sáu người trước mắt đều là cảnh giới tiên thiên tam khiếu, đối với Lâm Nhất hiện tại đã không gây nên được uy hiếp quá lớn. Hắn lấy ra một vài viên đan dược chữa thương, buông tay đút cho Huyết Long Mã. Ngựa của ngươi, ha ha, đến đúng lúc lắm, con ngựa này của ngươi đã cướp mất địa nguyên quả của Kim Diễm Tông. Biết thức thời thì mau giao con ngựa này ra, bằng không ngươi không ra khỏi rừng được đâu. Kim Diễm Tông. Lâm Nhất nhớ ra rồi, gần đây quả thực có một phân đà của Kim Diễm Tông, chính là thế lực mạnh nhất xung quanh đây. Kim Diễm Tông cũng giống như Huyết Phân Môn, đều là những bá chủ của quận Thanh Dương. Trên dưới tông môn đều chủ yếu tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, công pháp mạnh mẽ bá đạo, cùng một con đường đi với Lâm Nhất. Siêu. Đang suy tư về tin tức của đám người này thì đối phương lại có một người nữa chạy tới, dáng dấp lực lưỡng, để tóc ba phân, trên gương mặt chữ điền có một vết sẹo trông rất dữ tợn, nhìn qua khiến người khác khá sợ hãi. Mạc Hộ Pháp. Sáu người vội vàng cung kính hành lễ, sau đó chỉ vào Lâm Nhất nói, Mạc Hộ Pháp, con ngựa Huyết Long Mã này là của hắn. Vừa nãy con Huyết Long Mã lại làm thương một người trong chúng ta. Tráng hán tóc ba phân nhìn Lâm Nhất một cái, chỉ thấy đối phương tuổi chừng 15-16 mà tu vi đã đạt đến cảnh giới tiên thiên tam khiếu. Nhất thời hiểu ra có thể là thiếu gia của gia tộc nào đó trong quận Thanh Dương, lai lịch có lẽ không nhỏ. Lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ, người đàn ông tóc ba phân chắp tay cười nói, tại hạ Mạc Bình, hộ pháp của phân đà Kim Diễm Tông, không biết tiểu huynh đệ đây nên xưng hô thế nào. Lâm Nhất, chưa từng nghe qua, quận Thanh Dương hình như cũng không có đại gia tộc nào họ Lâm, vậy chắc là người từ nơi khác đến rồi. Trong đầu Mạc Bình nhanh chóng phán đoán, dần dần thu lại nụ cười trên mặt, trầm giọng nói, Kim Diễm Tông chúng ta cũng không phải là tông môn không biết nói lý lẽ, một quả địa nguyên trị giá khoảng 10 vạn linh thạch trung phẩm, tiểu huynh đệ nếu như chịu đền bù thì chuyện này coi như xong. 10 vạn linh thạch trung phẩm. Trong lòng Lâm Nhất thầm cười. Cho dù có gom cả vạn ra lại e là cũng khó một lần giao ra được 10 vạn linh thạch trung phẩm. Một quả bình nguyên tuyệt đối không đến giá này. Chưa kể hắn không có, cho dù có thì cũng sẽ không giao ra. Huyết Long Mã đã ăn hết chỗ đan dược trên tay, Lâm Nhất phủi tay, thản nhiên nói, bình nguyên quả do đất trời sinh dưỡng, ngươi nói của ngươi thì là của ngươi sao? Huyết Long Mã nhai đan dược, nhếch miệng cười nhạo, âm thanh càng chói tai hơn. Muốn chết! Mạc Bình sớm đã tính toán hạ sát thủ rồi, chỉ là muốn dọa dẫm Lâm Nhất một chút, không ngờ đối phương căn bản lại không bị mắc lừa. Hắn ta tức khắc hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người ầm ầm bùng nổ, giống như đạn pháo phát nổ xông về phía Lâm Nhất. Năm ngón tay nắm chặt, xương cốt bạo vang, âm thanh chói tai, làm nổi lên một trận cuồng phong trong khu rừng này. Khóe miệng Lâm Nhất hơi nhếch lên, giơ tay lên đồng thời nghênh chiến bằng một quyền. Hai quyền va chạm. Đều cùng là công pháp mạnh mẽ bá đạo, thứ để so sánh chính là xem linh nguyên tiên thiên của ai hùng hậu hơn. Tiếng nổ như tiếng sấm sét vang ra, khóe miệng Mạc Bình tràn ra một tia máu, lùi về sau mấy bước. Hộ pháp, mấy người còn lại đều thất kinh, không ngờ được thực lực của Lâm Nhất lại mạnh như vậy. Lâm Nhất thu quyền, lạnh lùng nói quyền này để dạy dỗ ngươi chút, chỉ là một phân đà mà thôi, đừng ỷ vào để ức hiếp người khác. Sắc mặt Mạc Bình có chút khó coi. Tối sầm mặt lại nói, ở dãy núi Thiên Chập này chưa có ai dám ngông cuồng như vậy, một tên tiên thiên tam khiếu như ngươi mà lại càn rỡ như vậy. Nói cho ngươi biết, cả phân đà của ta hiện nay đều đang lịch luyện trong khu rừng này, nếu như ngươi dám tiếp tục ra tay, nhất định ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Lâm Nhất thấy hơi bực mình, nhẹ giọng nói, vậy sao? Vậy ngươi dạy ta xem làm thế nào mới có thể khiến ngươi hài lòng đi. Mạc Bình nhếch mép cười nói, rất đơn giản. Ta cũng không đòi ngươi 10 vạn linh thạch trung phẩm nữa. Giao con ngựa này cho ta xử lý, rồi đền 2.000 linh thạch trung phẩm là xong chuyện. Quả thực đơn giản. Lâm Nhất hơi mỉm cười, đột nhiên thay đổi, trầm giọng nói, đáng tiếc, ta không làm được. Vừa dứt lời, Lâm Nhất dắt Huyết Long Mã quay người định đi,
không muốn dây dưa thêm với đám người này. Cản hắn lại, Mạc Bình gào lên, sáu người còn lại lần lượt ra tay, giết về phía Lâm Nhất. Đồng thời huýt sáo một tiếng, tiếng huýt gió sắc nhọn, không ngừng quanh quẩn trong khu rừng. Mãi không xong. Trong lòng Lâm Nhất nổi điên, hai tay nắm chặt hộp kiếm, quay người vỗ một cái. Ầm. Hộp kiếm dày nặng đánh ngang ra, lập tức đánh bay ba người, sau khi ngã xuống đất thì không ngừng gào giống, lặn lộn dưới đất. Nếu đã hoàn toàn trở mặt, đương nhiên Lâm Nhất sẽ không nương tay, vung hộp kiếm lên đại sát tứ phía. Hắn hiện tại có 2 vạn cân khí lực nên vung vẩy hộp kiếm tựa như một món đồ chơi vậy. Dùng một tay cũng dễ dàng khống chế, hoàn toàn không ảnh hưởng chút nào đến thân pháp. Chỉ qua vài chiêu, đám võ giả của phân đà Kim Diễm Tông đều hoàn toàn ngã rạp trên đất, không ngừng rên rỉ. Bị hộp kiếm cổ đập chúng, ít nhất cũng là lực đạo 2 vạn cân, xương cốt toàn thân ít nhất cũng bị gãy vỡ một nửa. Mạc Bình dựa vào tu vi của bản thân, cắn răng chống đỡ. Siêu siêu siêu. Đột nhiên, từ trong rừng vang lên từng tiếng xé gió, người đến đều là người của phân đà Kim Diễm Tông. Coi như người gặp may. Lâm Nhất một kích đánh bay đối phương rồi nhảy lên lưng Huyết Long Mã, thúc ngực phi nước đại chạy đi. Chương 280, lên núi Thiên Hỏa. Hắn vừa rời đi không lâu thì mấy thân ảnh từ không trung chậm rãi hạ xuống. Mạc Bình, sao ngươi lại bị thương vậy? Người lên tiếng khẽ nhíu mày, nhìn mấy người lăn lộn dưới đất, trầm giọng hỏi. Lưu đà chủ, chúng ta bị kẻ khác cướp mất một quả địa nguyên, kẻ đó không hề có chút lý lẽ nào, không những không đền địa nguyên quả mà còn đánh thương toàn bộ chúng ta. Người đàn ông trung niên được gọi là Lưu đà chủ chính là người phụ trách của phân đà nơi đây, tu vi tiên thiên ngũ khiếu. Ông ta thấy ánh mắt mập mờ của Mạc Bình rõ ràng còn đang giấu giếm gì đó, nhưng cũng chẳng bận tâm. Dám gây rối với Kim Diễm Tông ra, người này thật không biết sống chết, thông báo cho võ giả trên dưới phân đà Kim Diễm Tông, dốc toàn lực truy bắt kẻ này. Tuân mệnh, có người lập tức nhận lệnh rồi rời đi giao phó mệnh lệnh của đà chủ. Hắn chạy về hướng nào? Mạc Bình vội nói, Lưu đà chủ, ta đưa ngài đi. Vết thương trên người Huyết Long Mã đã hồi phục được hơn nửa, lúc phi nước đại nhanh như tia chớp, tốc độ như sấm sét. Lâm Nhất ngồi trên lưng nó cảm ứng được 2 đạo thân ảnh đuổi theo phía sau, lơ đễnh nói tách ra đi. Siêu! Lâm Nhất lăng không nhảy lên, hạ xuống trên một thân cây. Không phải mang vác, tốc độ của Huyết Long Mã càng nhanh hơn hẳn, dựa vào sự truy đuổi của 2 người đó thì không thể đuổi kịp nó. Không lâu sau, Lưu đà chủ và Mạc Bình bị Huyết Long Mã đánh lạc hướng, lòng vòng trong rừng đến mấy lượt. Lâm Nhất một mình đi về phía núi Thiên Hỏa, sau 2 canh giờ. Một cỗ khí tức nóng rực cuồn cuộn ập tới. Lâm Nhất ra khỏi khu rừng rậm khẽ kinh ngạc. Chỉ thấy trước mắt tầm nhìn đột nhiên rộng rãi bao la, phóng mắt nhìn không sót thứ gì, mặt đất đỏ rực một vùng, không một ngọn cỏ nào có thể sinh sống, khói đặc bốc lên nhấp nhô. Những nơi có vết nứt còn có thể nhìn thấy được dòng nham thạch nóng chảy đang chuyển động. Ngẩng đầu lên nhìn, một ngọn núi đỏ rực cách đó mấy ngàn mét đứng sừng sững cao vút, tản phát ra nhiệt độ cao đến khủng bố. Lâm Nhất lạc giọng nói, núi Thiên Hỏa. Khẽ nhíu mày, âm thầm nghi ngờ đúng là đã có chút đánh giá thấp sự đáng sợ của núi Thiên Hỏa rồi. Đát đát đát, đang quan sát thì con Huyết Long Mã đã cắt đuôi được đám truy binh xuất hiện trước mặt hắn. Lâm Nhất giãn 2 hàng lông mày ra, cười nói, người đó, sau này đừng cướp đồ của người khác nữa, không phải lần nào cũng có thể giúp ngươi được đâu. Huyết Long Mã vội vàng không ngừng lắc lư cái đầu, kêu lên ư ử. Một người một ngựa khó khăn giao lưu đến cả nửa ngày. Sắc mặt Lâm Nhất tỏ ra bừng tỉnh, hóa ra không phải Huyết Long Mã cướp địa nguyên quả của bọn chúng. Là Huyết Long Mã khó khăn lắm mới giết chết được một con yêu thú, ăn được địa nguyên quả, đám người đó đột nhiên xông tới đánh lén nó. Bản lĩnh ăn miếng trả miếng cũng ghê gớm nhỉ. Lâm Nhất thản nhiên nói, nếu sớm biết như vậy thì lúc trước đã ra tay nặng hơn chút rồi. Bây giờ nghĩ lại. Đám người đó không phải ngay từ đầu đã gọi người của đà chủ tới giúp đỡ, rõ ràng cũng có vẻ có tật giật mình. Nhưng chẳng nghĩa lý gì, có lý hay không thì đám người Kim Diễm Tông đó cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bá chủ quận Thanh Dương hành sự, nếu như biết nói lý lẽ thì mới là chuyện nực cười. Lên núi Thiên Hỏa này trước đã, ngưng tụ được viêm ma chiến thể mới là chuyện chính. Phạm vi 50 mét xung quanh núi Thiên Hỏa một mảng hoang vu, toàn bộ đều là địa hình đá ngầm và đỏ rực. Nếu nhìn từ trên không trung xuống sẽ giống như một điểm đen giữa trung tâm núi rừng của dãy Thiên Chập, không cây cối nào sinh tồn nổi, nóng nực bức người.
Lâm Nhất Lưng đeo hộp kiếm đi vào bên trong, đi chưa được mấy bước đã mồ hôi nhễ nhại. Ngẩng đầu lên nhìn vẫn còn cách núi Thiên Hỏa một khoảng rất xa nữa. Lau mồ hôi, Lâm Nhất tự lẩm bẩm, đúng là đã đánh giá thấp sự đáng sợ của đỉnh Thiên Hỏa rồi. Cũng may hắn đã ngưng tụ được viêm ma chi khu nên đối với hắn mà nói thì nhiệt độ này vẫn còn chịu đựng được. Cho dù có không chống cự được nữa thì vào lúc then chốt vẫn còn tử viêm thánh hỏa trong hộp kiếm cổ. Lửa có căn nguyên từ băng phượng âm lãnh vô cùng, ngay cả địa hỏa viêm mạch cũng không sợ, núi Thiên Hỏa có lẽ cũng không phải là vấn đề lớn lắm. Nửa canh giờ sau, trong rừng núi rậm rạp xuất hiện hai đạo thân ảnh, chính là đà chủ phân đà Kim Diễm Tông và Mạc Bình. Sắc mặt hai người kinh hãi, đồng thời lùi về sau vài bước, không dám dẫm lên vùng đất đỏ rực này. Con súc sinh đáng chết, lại dẫn chúng ta lòng vòng tới nơi xa thế này. Mạc Bình nhìn bóng dáng đã đi xa của Lâm Nhất, gằn giọng chửi bới. Lưu đà chủ bình tĩnh hỏi, người chắc chắc hắn chỉ có tu vi tiên thiên tam khiếu chứ? Ta chắc chắn, nhưng linh nguyên của tên tiểu tử này cực kỳ nồng hậu, công pháp tiên thiên hắn tu luyện chắc sắp viên mãn rồi. Nhớ lại thảm cảnh lúc giao thủ với Lâm Nhất, Mạc Bình cắn răng nói. Vậy thì không còn việc gì nữa rồi. Lưu đà chủ cười khẩy nói, thực lực của tiên thiên tam khiếu lên ngọn núi Thiên Hỏa này chắc chắn ắt chết, cho dù là hai chúng ta, không tu luyện kim diễm quyết của tông môn thì cũng không dám lên trên đó, huống chi một tên tiên thiên tam khiếu nhỏ bé như hắn. Mạc Bình nghĩ đến truyền thuyết đáng sợ của núi Thiên Hỏa thì cười nham hiểm, nói, xem ra không cần chúng ta phải động thủ, tên tiểu tử này cũng ắt phải chết rồi. Được rồi, chuyện này đến đây thôi, dốc toàn lực tìm kiếm Long Vân Quả đi. Đây là nhiệm vụ do đích thân Mai huynh đệ giao phó đấy, cả phân đà chúng ta đều đã đến đây, cũng không phải để chơi với ngươi đâu. Lưu đà chủ xua tay, chuẩn bị rời đi. Nhưng xung quanh Long Vân Quả chắc chắn có yêu thú canh giữ, dựa vào thực lực cỡ như ta thì e là, Mạc Bình khẽ nhíu mày, nghĩ đến nhiệm vụ này lại đau đầu. Cứ tìm trước đã rồi tính, về phần yêu thú, Mai huynh đệ đến thì hắn ta ắt sẽ có cách. Nhưng đến lúc hắn ta đến mà chúng ta vẫn chưa tìm thấy thì mới là tai họa giáng xuống. Trong lòng hai người, Lâm Nhất đã là một người chết nên không còn nhắc đến hắn nữa. Trước khi đi, Mạc Bình lạnh lùng quay lại nhìn một cái, nguyền rủa nói, tiểu súc sinh, tốt nhất nên tan chảy trong đó đi, đốt cháy đến cặn bã cũng không còn. Lên được núi Thiên Hỏa, áp lực mà thân thể Lâm Nhất phải chịu đựng đã cực kỳ lớn rồi. Nhưng hắn vẫn chưa dùng tử viêm thánh hỏa hộ thân. Muốn nhân cơ hội này để tiếp tục tôi luyện. Quá trình lên núi chính là một hồi tu luyện. Tiềm lực của viêm ma chi khu được hắn khai thác từng chút một, không ngừng thử thăm dò giới hạn của thân thể. Hài cốt. Chương 281, con đường chôn xương. Trên đường lên núi, Lâm Nhất thấy một bộ xương khô gần như sắp bị thiêu thành tro. Nếu không có một vài vật trang trí của võ giả vô cùng rõ ràng thì còn tưởng là đá núi bị đốt trơ trọi. Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi. Do hắn đột nhiên nhớ ra, một đường đi tới đây hắn đã nhìn thấy rất nhiều xương khô tương tự như vậy. Lúc trước hắn không để ý, cho rằng chỉ là đá núi mà thôi, lần này rõ ràng vừa chết không lâu, y phục vẫn còn có thể nhận ra được nên mới nhìn rõ là xương khô chứ không phải núi đá. Quay đầu nhìn lại phía dưới, Lâm Nhất hơi kinh hãi nói, con đường núi này lẽ nào đều là do hải cốt đắp thành. Núi Thiên Hỏa không chỉ nằm ở quận Thanh Dương, không ai là không biết đến. Mấy quận xung quanh đều đã nghe đồn gần xa về đỉnh núi Thiên Hỏa sản sinh ra dung nham chi tâm có phẩm cấp cực cao. Võ giả tiên thiên đến đây mỗi năm nhiều không đếm nổi mới tạo thành con đường chôn xương khiến người khác phải kinh hãi này. Cỗ thi thể này có lẽ đã chết trong trận mưa lửa 7 ngày trước. Trong lòng Lâm Nhất không khỏi có chút dao động. Thiết nghĩ có nên đổi sang ngọn núi lửa khác không, đỉnh Thiên Hỏa này đáng sợ đến mức hơi dọa người rồi. Không cẩn thận hắn cũng sẽ chết trên con đường chôn xương này. Trở thành đá lót đường cho những kẻ đến sau. Sự tàn khốc trên con đường võ giả lần đầu tiên bày ra rõ ràng trước mắt Lâm Nhất, tàn khốc và vô tình. Mồ hôi trên trán chảy tong tỏng, gương mặt thiếu niên đã đỏ ửng lên, trong đôi mắt trong suốt có chút thất thần. Tí tách, Lâm Nhất cúi đầu, mồ hôi nhỏ tí tách xuống, núi đá nóng rực lập tức khiến mồ hôi bốc hơi sạch sẽ. Hắn bất chợt nhìn thấy trên ngón tay út có một sợi tóc đen quanh quẩn. Sau này còn gặp lại. Dòng chữ Tô Hàm Nguyệt để lại trên mặt đất trước khi rời đi cũng đã từng nói sau này còn gặp lại. Nhưng nếu như ngay đến chút khó khăn trước mắt đã bị dọa cho sợ hãi thì còn mặt mũi nào mà đi gặp đối phương nữa? Lẽ nào thật sự giống như Hồng Lão nói, bị nàng ấy một kiếm đâm chết sao?
Đôi mắt từ từ kiên định lại, Lâm Nhất siết chặt năm đầu ngón tay, ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, trong ánh mắt không còn chút chần chừ nào nữa. Con đường chôn xương này có thêm một Lâm Nhất ta thì có sao? Đát đát đát, thiếu niên cắn răng, gương mặt lóe lên một mạt quật cường, tiếp tục đi về phía trước. Con đường chôn xương quanh co uốn lượn dẫn dắt Lâm Nhất không ngừng tiến tới. Đỉnh núi, đỉnh núi, đỉnh núi. Trong mắt Lâm Nhất chỉ có một mục tiêu, chính là lên được đỉnh núi, không lên được đỉnh núi thì cũng đừng mơ tưởng dung nham chi tâm gì nữa. Ầm ầm. Đột nhiên, trên đỉnh núi có rất nhiều đá lớn lăn xuống. Bên ngoài những tảng đá đó đều bị thiêu đốt bừng bừng, trong lúc lăn xuống đã kéo theo từng mảng đá vụn. Giống như tuyết lở vậy, cuồn cuộn lăn xuống phía dưới. Phiền phức đúng là không bình thường. Lâm Nhất cười khổ một tiếng, ánh mắt tràn đầy chiến ý, không hề có ý định lùi bước. Vào khoảnh khắc đá núi sắp sửa chôn vùi hắn, Lâm Nhất nắm chặt song quyền, không ngừng đánh ra. Bang bang bang. Đá núi nứt vỡ, bụi đất bay lên, những tảng đá như thủy triều ngang ngược bị hai quyền của hắn mở ra một con đường đi. Âm thanh khổng lồ không ngừng vang lên bên tai, sắc mặt Lâm Nhất ngưng trọng, mỗi kích đều có lực đạo 2 vạn cân, bạo nổ trong quyền mang. Nhưng đá núi rơi xuống kéo theo đá vụn thực sự quá nhiều, mang lại cảm giác liên miên không dứt. Bất diệt kim cương ấn. Trong lúc nguy cơ hai tay Lâm Nhất kết thành một ấn ký kỳ quái, đẩy mạnh ra. Ầm. Một vòng lửa cháy sáng chói đem theo linh nguyên cương mãnh hùng hậu ầm ầm bạo phát. Siêu siêu siêu. Mũi chân khẽ nhón, trong khoảnh khắc đánh tan đá núi quanh người, Lâm Nhất nhảy lên nhảy xuống vài cái, cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm. Lần nữa ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi vẫn còn cách xa, thấp thoáng thậm chí có thể phát hiện ra rất nhiều thân ảnh đang ngồi xếp bằng. Đó chính là những võ giả tiên thiên đã lên được đỉnh núi. Sắp tới rồi. Sắc mặt Lâm Nhất toát lên vẻ mừng rỡ, tăng tốc hơn chút, chạy băng băng trên con đường chôn xương này. Lại gặp lên vài đợt đá rơi nữa, hắn đã có kinh nghiệm đối phó nên xử lý nhẹ nhàng hơn nhiều rồi. Sau nửa canh giờ, Lâm Nhất cuối cùng cũng nhìn thấy được đỉnh núi, chỉ còn một bước nữa là lên được đến nơi. Trung tâm đỉnh núi Thiên Hỏa chính là một cái hố khổng lồ, trong cái hố đó lửa cháy hừng hực. Dung nham nóng chảy không ngừng sôi trào, đỏ rực một vùng. Nhiều người thật. Lâm Nhất quan sát, xung quanh đỉnh núi ít cũng phải có tới 200-300 người. Trước mặt hắn còn có rất nhiều võ giả đang tĩnh tọa. Thoáng cảm ứng một phen, sắc mặt Lâm Nhất tỏ ra kinh ngạc, trên ngọn núi này người có tu vi thấp nhất cũng là tiên thiên ngũ khiếu. Khí tức tản phát ra từ trên người hùng hậu mà cô đọng, rõ ràng công pháp tu luyện đã đạt đến cảnh giới cực kỳ thâm cao. Không kể giống với hắn, tiên thiên thuần dương công chỉ còn kém một tầng nữa là đạt đến viên mãn, công pháp ít nhất cũng là cảnh giới đại thành. Cũng có nghĩa là, ưu thế linh nguyên tiên thiên cao hơn người một bậc của hắn ở đây chẳng là gì. Nghĩ lại cũng phải, người có thể lên được đỉnh núi Thiên Hỏa này, công pháp tự thân chắc chắn phải rất vượt trội. Người càng tiến gần được miệng hố, tu vi càng cao, khí tức trên người càng khủng bố hơn. Lâm Nhất thậm chí còn nhìn thấy có một vị lão giả áo tang tiên thiên thất khiếu đang ngồi cách trung tâm 100 mét, ánh lửa thiêu đốt chiếu rọi lên gương mặt đỏ bừng già nua của ông ta. Nên lên thôi. Lâm Nhất cắn răng, hai chân dùng sức nhảy lên rồi hạ xuống trên đỉnh núi. Lả tả. Nhất thời, rất nhiều người đang nhắm mắt tu luyện mở chừng hai mắt ra nhìn về phía hắn. Lại có người mới đến. Nhìn trông trẻ thật, không biết là nhân tài kiệt xuất của quận nào. Có vài âm thanh thì thầm vang lên, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, trời ơi, hắn chỉ là tiên thiên tam khiếu. Tiếng kinh hô này lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người trên đỉnh núi đều đổ dồn ánh mắt nhìn qua. Người trẻ tuổi bây giờ thật là không biết sợ chết. Tuổi còn nhỏ vậy lại dám đến đỉnh núi Thiên Hỏa này, thật là không biết sống chết. Không có trưởng bối nào nói với hắn không đến tiên thiên ngũ khiếu thì đến đây ắt sẽ chết sao. Hàng loạt tiếng bàn tán không ngừng vang lên. Ánh mắt tò mò lúc trước bọn họ nhìn Lâm Nhất hiện tại đã trở thành sự châm biếm trào phúng. Lão giả tiên thiên thất khiếu đó quét mắt quan sát Lâm Nhất một lượt, trên mặt nhếch lên cười khẩy, rồi lại nhắm hai mắt lại. Lâm Nhất bất đắc dĩ cười cười, không nói thêm gì. Quan sát bốn phía, chuẩn bị tìm cho mình một chỗ để dừng chân rồi tính tiếp. Tiểu huynh đệ, nếu không ngại thì ngồi chỗ ta đi. Chương 282, thời kỳ sao động đáng sợ. Tiểu huynh đệ. Nếu không ngại thì sang chỗ ta ngồi. Lâm Nhất nhìn về hướng phát ra âm thanh, người nói là một nam tử cường tráng. Người cao to vạm vỡ, khuôn mặt thô kệch,
cởi trần để lộ cơ bắp cuồn cuộn, tu vi tiên thiên ngũ khiếu. Chỗ ngồi gần cuối, cách động hỏa diễm ở trung tâm đỉnh núi một khoảng khá xa. Thông thường càng gần động hỏa diễm, nhiệt độ tác động càng khủng khiếp nên tất nhiên thực lực cũng càng mạnh. Chẳng hạn như lão giả áo tang cách động hỏa diễm chỉ 100 mét, ông ta đã là tiên thiên thất khiếu, mạnh hơn bất cứ ai ở đây. Tranh đoạt dung nham chi tâm cũng như gần quan được ban lộc. Nam tử cường tráng ngồi ở vị trí gần cuối, đến khi núi lửa phun trào, dung nham rơi xuống như cơn mưa lửa sẽ lỡ mất rất nhiều cơ hội quyết định. Nhưng với Lâm Nhất điều này không quan trọng, hắn mới đến, làm quen một chút rồi tính sau. Đa tạ. Lâm Nhất chắp tay cười, nhận lời mời của đối phương. Hề hề, khách sáo gì chứ, ta tên Trương Nhạc, tiểu huynh đệ tên là gì? Nam tử cường tráng thấy Lâm Nhất đi lại bèn cười hỏi, không vinh váo chút nào. Lâm Nhất, ngươi không phải người quận Thanh Dương đúng không? Thấy Lâm Nhất gật đầu, Trương Nhạc cười nói, đúng như ta đã đoán, ta cũng không phải người quận Thanh Dương. Sau một lúc trò chuyện, cả hai coi như đã tiếp xúc và hiểu đại khái về nhau. Trương Nhạc là người quận Ngưng Thủy lân cận, năm nay 20 tuổi, tu luyện công pháp tiên thiên gặp bình cảnh nên tới đây để thử vận may. Dung nham chi tâm là linh nguyên tu luyện có trợ giúp rất lớn đối với võ giả tiên thiên, nó giúp đột phá bình cảnh công pháp. Trương đại ca, huynh tới đây bao lâu rồi? Sau khi hiểu sơ sơ, Lâm Nhất gọi đối phương là Trương đại ca, lúc nào cũng gọi tên thì không lịch sự lắm. Tính ra cũng gần 4 tháng rồi, nhưng ta không được may mắn, chỉ tìm được một khối dung nham chi tâm. Nói xong, hắn ta móc một viên đá quý tỏa ánh lửa cuồn cuộn trong túi trữ vật ra. Viên đá quý ẩn chứa linh khí thuộc tính hỏa đáng kinh ngạc và rất mãnh liệt. Ngọn lửa cháy hừng hừng kia vô cùng kỳ dị, nó tựa như dòng chảy nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác sống động. Vèo! Khi Trương Nhạc lấy nó ra, rất nhiều ánh mắt tham lam ở xung quanh đổ dồn về phía hắn ta. Trương Nhạc cười hì hì, nhanh chóng cất lại, đã thấy chưa, đây là dung nham chi tâm, nhưng phẩm chất của nó không cao, chỉ có một lớp linh hỏa bao phủ, may mà kích thước không nhỏ, tạm đủ dùng. Phẩm chất của dung nham chi tâm được chia như thế nào? Ha ha, vấn đề này cần phải nói cụ thể hơn. Sau khi được Trương Nhạc giải thích, Lâm Nhất mới hiểu cách phân chia cấp bậc của nó. Dung nham chi tâm có tổng cộng bát phẩm, nhất phẩm là thấp nhất, bát phẩm cao nhất, có một số loại kém chất lượng không có phẩm. Nhưng hầu hết dung nham chi tâm hình thành ở núi Thiên Hỏa đều có phẩm, đây cũng là lý do tại sao mọi người đều sẵn sàng mạo hiểm để đến đây. Nhân của dung nham chi tâm là đá dương nguyên quý hiếm trong viêm mạch ngầm, nhưng riêng đá dương nguyên thì chưa thể gọi là dung nham chi tâm. Chỉ có đá dương nguyên sản sinh linh hỏa mới được gọi là dung nham chi tâm. Số lớp linh hỏa bao phủ càng nhiều thì cấp bậc càng cao, khối dung nham chi tâm trong tay Trương Nhạc chỉ có một lớp linh hỏa bao phủ, đây là dung nham chi tâm nhất phẩm. Trên bát phẩm còn có dung nham chi tâm hoàn mỹ, nó chỉ hình thành ở nơi sâu nhất dưới lòng đất và trải qua sự thiêu đốt của lửa luyện ngục. Không ai có thể bước vào nơi đáng sợ đó, ngoại trừ những bậc đại năng siêu phàm thoát tục. Trương Nhạc tiếp tục nói, nhưng lửa luyện ngục vô cùng đáng sợ, trong 10.000 viên đá dương nguyên chưa chắc đã được một viên không bị hòa tan. Hiếm khi có một viên đá dương nguyên chịu được thiêu đốt, có thể xuất hiện trên mặt đất xuôi theo dòng núi lửa phun trào, đây có thể gọi là kỳ tích. Vậy nên cho đến ngày nay, trong lịch sử mấy nghìn năm của núi Thiên Hỏa chỉ xuất hiện dung nham chi tâm hoàn mỹ 3 lần. Trong tình huống bình thường, có thể tìm được dung nham chi tâm trên tam phẩm đã rất hiếm thấy. Những lời của Trương Nhạc đã giúp Lâm Nhất được mở mang tầm mắt, không ngờ dung nham chi tâm có nhiều vấn đề sâu xa như vậy. Nghĩ tới nội dung trong Lôi Viêm chiến thể, khi tìm được dung nham chi tâm hoàn mỹ sẽ có thể ngưng tụ thành viêm ma chiến thể hoàn hảo. Nghe đối phương nói vậy, e rằng không có khả năng lắm. Trương đại ca, trước đây núi Thiên Hỏa cũng có nhiều người vậy sao? Chỉ tính bên Lâm Nhất đã có 200 người, sợ là bên phía đối diện còn nhiều hơn con số này. Trong số nhiều võ giả tiên thiên như vậy, Lâm Nhất muốn giành được dung nham chi tâm có phẩm chất khá tốt thì hơi khó. Trương Nhạc lắc đầu, không, một, hai tháng gần đây mới nhiều người lên. Chắc họ muốn tới đây để liều một phen trước khi phong ấn của Thanh Dương giới được mở, lúc đó lấy được vài món bảo vật trong di tích thượng cổ sẽ là kỳ ngộ cả đời đấy. Lâm Nhất nghe vậy thì bật cười. Có vẻ như người có cùng suy nghĩ với hắn cũng không phải số ít. Những ngày trên đỉnh núi rất buồn tẻ. Núi lửa không phun trào, hầu như chẳng có việc gì để làm, tất cả mọi người đều ngồi khoanh chân tu luyện. Trương Nhạc và Lâm Nhất nói nhiều rồi cũng hơi mệt, cả hai bắt đầu nhắm mắt tính tu.
Chương 283, thời kỳ sao động. Dù không có dung nham chi tâm, đối với những võ giả tiên thiên mang công pháp thuộc tính hỏa như bọn họ, nơi này cũng xem như một bảo địa phong thủy. Trước khi nhắm mắt, Lâm Nhất nhìn thoáng qua, mặt đất dưới chân cách động hỏa diễm ở trung tâm ít nhất 2.000 mét. Chẳng trách Trương đại ca đến đây 4 tháng mà chỉ có thể lấy được một viên dung nham chi tâm. Dung nham chi tâm vốn dĩ không nhiều, bây giờ lại còn cạnh tranh như thế, nếu mất đi cơ hội quyết định thì sẽ rất khó tranh giành một lần nữa. Mình phải bình tĩnh lại trước rồi tính toán sau. Nghĩ vậy, Lâm Nhất từ từ nhắm mắt lại, tu luyện ở trên đỉnh núi này. Linh khí thuộc tính hỏa cuồn cuộn khắp nơi đây, nồng đậm đến mức có hơi đáng sợ. Người dám tu luyện ở đây đều có thể xem như một kẻ không tầm thường. Nhưng dù có không tầm thường đến mức nào cũng không dám từ bỏ việc tu luyện. Dù là Lâm Nhất cũng có ý thả chậm tốc độ hấp thu của thuần dương công, không dám hấp thu quá nhanh. Ngày tháng khô khan nhàm chán dần trôi qua trên đỉnh núi này. Ầm ầm. 7 ngày sau, đỉnh núi Thiên Hỏa đột nhiên vang lên tiếng rung chuyển, mặt đất cũng khẽ rung. Vụt. Tất cả võ giả thiên tiên đang nhắm mắt tu luyện đều mở mắt, trong mắt không hẹn mà cùng lóe lên sự hưng phấn. Trong động hỏa diễm xuất hiện những ánh lửa tựa như đom đóm, xuất hiện cuồn cuộn không dứt. Sau khi xuất hiện, những ánh lửa đó tràn ngập cả đỉnh núi, vô cùng xinh đẹp. Trong đó còn có thể nghe thấy tiếng nổ lốp bốp, liên miên không dứt. Đó là dung nham nóng bỏng đang không ngừng dâng trào. Lúc này, nhiệt độ trên đỉnh núi cũng tăng cao, khiến mọi người đều cảm thấy vô cùng áp lực. Linh nguyên tiên thiên có tác dụng chịu đựng nhiệt độ trong người lại tăng lên rất nhiều. Cuối cùng cũng đến thời kỳ sao động rồi. Trương Nhạc ở bên cạnh Lâm Nhất vừa căng thẳng vừa hưng phấn nói. Thời kỳ sao động. Trương Nhạc giải thích, thời kỳ sao động xem như dấu hiệu báo trước của việc núi lửa phun trào, thời gian càng lâu, quy mô của mưa núi lửa lúc phun trào sẽ càng lớn. Có lẽ 5 đến 7 ngày sau, núi lửa sẽ phun trào. Cuối cùng cũng tới. Trong lòng Lâm Nhất cũng dâng lên chút hưng phấn, lúc trước khi đứng nhìn từ xa hắn đã cực kỳ rung động rồi. Hôm nay không biết sẽ nhìn thấy cảnh tượng thế nào ở chỗ sâu đây. Lâm huynh đệ, đến lúc đó ngươi phải cẩn thận, nơi đây lòng người khó dò. Một khi có dung nham chi tâm phẩm chất tương đối cao xuất hiện, chắc chắn sẽ chém giết lẫn nhau. Người có thể lên đến đỉnh núi sẽ rất ít chết trong mưa núi lửa, đa phần đều là. Trương Nhạc hạ thấp giọng, cho Lâm Nhất một ánh mắt tự ngươi hiểu đi. Yên tâm, ta sẽ chú ý. Lâm Nhất trông rất vô hại, nở một nụ cười sán lạn, nhưng trong lòng lại không ngừng châm chọc. Ngọn lửa trên đỉnh núi đem lại áp lực rất lớn, người đến đây luôn phải giữ lại chút sức để chống đỡ trước nhiệt độ cao này. Nhưng thời điểm mấu chốt, Lâm Nhất vẫn có thể kích hoạt viêm ma chi khu, để hắn không cần phải phân tâm. Mặt đất nóng bỏng chẳng những không làm hại đến viêm ma chi khu của hắn mà còn có tác dụng rất lớn. Quan trọng nhất là hắn còn có sát khí cổ kiếm hạp. Dù là cao thủ tiên thiên lục khiếu dám có ý đồ với hắn, chỉ cần ở trên đỉnh núi này, Lâm Nhất tự tin rằng mình có thể khiến đối phương phải trả giá thê thảm. Chớp mắt một cái đã 6 ngày trôi qua. Sao động trên núi Thiên Hỏa càng rõ ràng hơn, người trên đỉnh núi cũng tỏ vẻ vô cùng áp lực. Vừa phải đề phòng mưa núi lửa bộc phát còn phải luôn đề phòng người bên cạnh, lúc nào cũng phải chịu đựng nhiệt độ cao đến mức đáng sợ. Vẫn chưa đến sao? Sắc mặt Trương Nhạc dần trở nên nặng nề, cảm thấy thời kỳ sao động lần này dường như không tầm thường. Trương đại ca, làm sao vậy? Lâm Nhất tò mò hỏi. Trương Nhạc nói với giọng điệu nặng nề, thời kỳ sao động đã trôi qua 6 ngày. Dường như núi Thiên Hỏa vẫn chưa đến điểm giới hạn, có lẽ thời kỳ sao động lần này sẽ kéo dài hơn 10 ngày. Sắc mặt Lâm Nhất hơi thay đổi, giữa lông mày thoáng hiện vẻ nặng nề. Thời kỳ sao động như là thời kỳ giữ sức của võ giả vậy. Thời gian giữ sức càng lâu, uy lực khi ra tay sẽ càng đáng sợ, mưa núi lửa của núi Thiên Hỏa cũng giống thế. Thời kỳ sao động hơn 10 ngày, vậy khoảnh khắc núi lửa phun trào sẽ vô cùng đáng sợ. Lần đầu tiên đối mặt với mưa núi lửa đã gặp phải tình huống như vậy, Lâm Nhất thấy hơi căng thẳng lo lắng. Đúng như lời Trương Nhạc nói, 10 ngày sau, núi Thiên Hỏa vẫn nằm trong thời kỳ sao động, mãi không xuất hiện điểm giới hạn. Thời kỳ sao động này hơi đáng sợ đấy. Ta thấy ít nhất còn mất hơn 5 ngày nữa. E rằng sẽ có người chết trong mưa núi lửa lần này. Không khí hiện trường rất nặng nề, mọi người bàn luận sôi nổi, ai cũng tỏ vẻ căng thẳng. Vương lão lùi lại rồi. Có người ngạc nhiên hô lên, một ông lão áo gai vẫn luôn đứng ở chỗ cách động hỏa diễm hơn 100 mét mang nét mặt nặng nề,
lùi lại khoảng 100 mét mới dừng lại. Trước giờ đối phương tài cao gan lớn, tự tin vì mình có tu vi tiên thiên thất khiếu, tranh giành vị trí có lợi nhất để tranh đoạt dung nham chi tâm. Nhưng thời kỳ sao động lần này có hơi quá, ngay cả cao thủ như Vương lão cũng thấy sợ. Ông ta lùi lại khiến mọi người đều thấy sợ. Phụt phụt phụt. Nó tựa như một tín hiệu nguy hiểm, mọi người vốn dĩ đang đứng yên đều lùi về sau rất xa. Trương Nhạc và Lâm Nhất cũng không dám coi thường. Hai người vốn đã đứng gần cuối thoáng chốc lùi đến bên rìa đỉnh núi, nếu còn lùi lại nữa sẽ rơi xuống núi luôn. Nhưng 5 ngày sau, điểm giới hạn vẫn chưa xuất hiện. Núi Thiên Hỏa vẫn đang sao động không yên, vẫn ở trong thời kỳ sao động đáng sợ kia, thời kỳ sao động này đã kéo dài suốt nửa tháng rồi. Vẻ mặt Trương Nhạc vô cùng u ám, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, hắn ta nói, ta ở nơi này đã 4 tháng, thời kỳ sao động dài nhất là 10 ngày, lần đó trong nháy mắt đã có hơn 10 người chết trong mưa núi lửa, lần này, thời kỳ sao động đã kéo dài nửa tháng mà vẫn chưa kết thúc. Chương 284, ra tay. Người mới ở có 4 tháng mà thôi, lão tử ở đây hơn 1 năm cũng chưa từng thấy thời kỳ sao động lâu như vậy. Trương Nhạc vừa dứt lời. Lập tức có một ông già mặc đồ xám có thực lực tiên thiên ngũ khiếu chừng hắn ta, lạnh lùng nói. Thật hung dữ. Lâm Nhất đưa mắt nhìn sang, ông già đó khoảng 50 tuổi, mặt vàng như nghệ, già yếu lọm khọm, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Trương Nhạc cười ngượng ngùng, không tranh cãi với ông già, chỉ nói với Lâm Nhất, Lâm huynh đệ, mưa núi lửa lần này chắc chắn không đơn giản, cẩn thận một chút. Trên đỉnh núi. 400-500 võ giả tiên thiên đến từ các quận đều mang vẻ mặt vô cùng nặng nề. Thời kỳ sao động như vậy, mấy năm cũng khó thấy một lần, e rằng sẽ xuất hiện dung nham chi tâm lục phẩm, thậm chí là thất phẩm. Kha kha, vậy cũng phải có mạng cướp mới được. Người nào thực lực không đủ bảo vệ tính mạng còn khó, không biết lần này sẽ chết bao nhiêu người đây. Chưa tới thời khắc cuối cùng, e rằng sẽ không có ai rút lui trước đâu. Quan điểm của mọi người bây giờ đã sớm không phải là có chết người hay không nữa, mà là sẽ chết bao nhiêu người. Có mấy người đưa mắt nhìn về phía Lâm Nhất, tỏ vẻ châm chọc. Tiểu tử này vẫn còn ở đây à? Hắn cũng xui thật, lần đầu tiên đến đã gặp phải thời kỳ sao động thế này. Nếu có người chết, ta đoán chắc chắn tiểu tử này là người đầu tiên phải chết. Ở trong một đám cao thủ tiên thiên ngũ khiếu, tu vi tiên thiên tam khiếu của Lâm Nhất có vẻ vô cùng chướng mắt. Hắn còn đeo một hộp kiếm, muốn người khác không chú ý cũng khó. Các ngươi chết sạch, ta cũng sẽ không chết. Lâm Nhất thầm mắng mấy câu, đám cáo giả này, nói chuyện không biết tích đức gì cả. Lúc này, bên trong núi Thiên Hỏa đột nhiên vang lên tiếng động lớn, tựa như tiếng tim đập của cự thú viễn cổ, cả đỉnh núi đều rung động dữ dội. Điểm giới hạn đến rồi. Sắc mặt rất nhiều người đang có mặt đều thay đổi, ai cũng đưa mắt nhìn về phía động hỏa diễm. Trong cái động lớn có vô số tia lửa bay lên, cuồn cuộn không ngừng, lan tràn khắp xung quanh. Lúc này, sắc mặt của tất cả mọi người trên đỉnh núi cũng trở nên nặng nề, trong mắt lóe lên ánh sáng còn nóng bỏng hơn cả ngọn lửa. Ai cũng biết mưa núi lửa lần này chắc chắn không phải trò đùa. Nhưng nguy hiểm lớn cũng kèm theo cơ hội lớn, hấp dẫn lòng người. Thịch thịch thịch, tiếng tim đập của mọi người xung quanh như chồng lên âm thanh bên trong núi Thiên Hỏa. Từng trái tim như có thể nhảy khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào. Căng thẳng, mong đợi, thấp thỏm, hưng phấn, tất cả mọi người đều rất hồi hộp. Thật sự quá điên cuồng. Lâm Nhất nhìn vẻ mặt của võ giả tiên thiên xung quanh, khẽ thở dài. Mưa núi lửa còn chưa tới mà tình cảnh đã thế này, đợi lát nữa bắt đầu tranh đoạt không biết sẽ điên cuồng đến mức nào nữa. Tiếng vang lớn có tiết tấu bên trong núi Thiên Hỏa đột nhiên im lặng mà không hề báo trước. Núi Thiên Hỏa nóng bỏng đột nhiên trở nên yên tĩnh, không còn chút tiếng động. Ào! Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một khắc sau, trong cái động kia có một cột dung nham vô cùng to lớn phun lên. Cột dung nham khổng lồ lấp kín cả động, phun ra ào ào. Vào khoảnh khắc cột dung nham đáng sợ này phun lên cao. Một làn sóng nhiệt như ngưng tụ thành thực thể, vụt một tiếng không ngừng lan ra. Đây là lần đầu Lâm Nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn hơi ngẩn ra. Lúc trước chỉ đứng nhìn từ xa, hoàn toàn không thể sánh bằng việc nhìn thấy lúc này. Cảnh tượng như ngày tận thế hôm đó xuất hiện một cách rõ ràng, gần trong gang tấc. Ngọn lửa cuồng bạo, cột dung nham như nộ long bay lên trời gần như bao phủ cả trái tim Lâm Nhất, khiến hắn thất thần mất một lúc. Đợi khi hắn tỉnh táo lại, sóng nhiệt lại đánh tới, gần trong gang tấc. Đáng chết! Lâm Nhất thầm mắng một tiếng,
lập tức đấm ra một cú. Ầm. Sức lực tựa 10.000 cân nghênh đón sóng nhiệt cuồn cuộn kia, tạo ra tiếng nổ vang. Nhưng ra tay quá vội vàng nên vẫn hơi miễn cưỡng. Phản lực mạnh mẽ kéo đến đánh bay Lâm Nhất, lục phủ ngũ tạng đều đang sôi trào. Hắn cố kìm nén khí huyết đang sôi trào trong lồng ngực. Lâm Nhất khẽ cắn răng, xoay một vòng trên không trung, sau đó mới quay lại đỉnh núi một lần nữa. Hắn nhìn một vòng, những người xung quanh cũng đều bị sóng nhiệt tập kích. Sóng nhiệt ngưng tụ thành thực thể, uy lực vô cùng đáng sợ. Cùng là tiên thiên ngũ khiếu, nhưng đứng trước sóng nhiệt này lập tức nhìn ra cao thấp. Có người ung dung chặn lại, có người sau khi ngăn cản lại có vẻ rất mất sức, có người còn thê thảm hơn, lập tức bị đánh bay, bị thương khá nặng. Tình cảnh lập tức có hơi hỗn loạn. Không sao chứ, Lâm huynh đệ. Thấy sắc mặt Lâm Nhất hơi tái, Trương Nhạc cất tiếng hỏi. Không sao. Lâm Nhất lắc đầu, thầm nhắc nhở mình không thể sơ ý nữa. Hắn nhìn cột dung nham cao hơn 2.000 mét phía trước, vẫn khó nén được cảm giác rung động, lực lượng phun ra từ trong lòng đất này thật sự khiến người ta thấy khó tin. Không đích thân trải nghiệm, vĩnh viễn không cảm nhận được sự kinh khủng của nó. Trên đỉnh núi sóng nhiệt cuồn cuộn gào thét, nhưng lại không ai lùi bước, mọi người đều đang chờ đợi khoảnh khắc mưa núi lửa rơi xuống. Dung nham phun lên đến tận chân trời, khiến những đám mây trắng bị đốt thành một màu đỏ rực. Chương 285, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thoạt nhìn, hệt như biển máu bao la nhuộm đỏ cả bầu trời. Tận thế cũng chỉ đến như vậy. Soạt. Ngay sau đó, vô số nham thạch nóng chảy hừng hực lửa bao phủ núi thiên hỏa, mang theo sức mạnh đáng sợ, giống như mưa to đang điên cuồng chút xuống. Trong cơn mưa núi lửa, có thể thấy một vài nham thạch lấp lánh đủ loại màu sắc, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Dung nham chi tâm. Đó chính là thứ mà mọi người không tiếc tánh mạng, mạo hiểm chạy đến đây để có được. Bọn họ thi triển bản lĩnh, hòng ngăn cản cơn mưa núi lửa, đồng thời cực lực tìm kiếm dung nham chi tâm. Vèo vèo vèo. Thậm chí một số người đứng ở gần còn chủ động bay lên giữa không trung, đón lấy dung nham chi tâm trong cơn mưa nóng bỏng. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên động ngột, có người đã đánh giá thấp uy lực của núi lửa, thế nên trực tiếp bị đốt thành xương khô ngay giữa không trung. Cảnh tượng kia quá mức ghê rợn, khiến người xem hãi hùng khiếp vía. Một người phút chốc hóa thành than, cái chết thình lình ập xuống, không hề báo trước. Có thể thấy được cơn mưa núi lửa này đáng sợ như thế nào. Lâm Nhất không to gan đến thế, hắn cẩn thận di chuyển trên đỉnh núi, không ngừng né tránh, chờ đợi cơn mưa yếu đi rồi mới ra tay. Nếu thật sự không tránh được dung nham thì hắn sẽ dùng một quyền đánh nát. Hiện tại, hắn chỉ tùy ý vung tay đã có sức nặng gần 20.000 cân, có thể chống chọi với cái nóng như thiêu đốt, đồng thời có thể dễ dàng ứng phó cơn mưa núi lửa. Chẳng mấy chốc đã có rất nhiều võ giả tiên thiên bị đập chết. Phần lớn là những người bị lòng tham làm mờ mắt, hoặc bất cẩn nên mới phải chịu kiếp nạn này. Tử trạng của bọn họ vô cùng thê thảm. Tên tiểu tử kia lại có thể kiên trì lâu như vậy. Một vài người đã bắt đầu chú ý đến Lâm Nhất, ánh mắt bọn họ không giấu nổi sự ngạc nhiên. Lúc này đây, nhiệt độ cực cao trên đỉnh núi công kích người, sóng nhiệt hóa thành cuồng phong quét loạn xạ khắp nơi, trong hoàn cảnh phức tạp như thế, muốn ngăn cản mưa núi lửa trên bầu trời quả thật vô cùng gian nan. Vậy mà một tên võ giả tiên thiên tam khiếu như Lâm Nhất lại có thể ứng phó không thua kém bọn họ bao nhiêu. Dung nham chi tâm lục phẩm. Vương lão đã phát hiện một khối dung nham chi tâm lục phẩm. Tiếng reo hò vang lên khiến Lâm Nhất không khỏi nhíu mày, vội ngẩng đầu lên nhìn thử. Trong tầm mắt, một ông lão mặc áo gai, tu vi tiên thiên thất khiếu một mình một ngựa tung hoành giữa không trung, không hề kiêng kỵ gì cả. Ông ta đang đuổi theo một khối dung nham chi tâm to cỡ nắm tay, có trọn vẹn 6 tầng linh hỏa. Khối dung nham chi tâm lục phẩm kia dường như có linh tính, có thể bay lượn tùy ý giữa không trung, tỏa ra luồng khí tức bạo ngược và ngang bướng. Vẻ mặt ông lão áo gai vô cùng lạnh lùng, quyết truy đuổi đến cùng dưới cơn mưa núi lửa. Tiên thiên thất khiếu quả thật, mạnh đến đáng sợ. Lâm Nhất nhìn mà líu lưỡi, sự tồn tại của tiên thiên thất khiếu, cũng chính là tiên thiên đại viên mãn, hiển nhiên mạnh hơn võ giả tiên thiên bình thường rất nhiều. Lâm huynh đệ, ta ra tay đây, ngươi phải cẩn thận đấy, ha ha. Vèo. Vừa dứt lời, Trương Nhạc đã phi thân lên trời, đuổi theo một khối dung nham chi tâm trong tầm ngắm. Với tính cách cẩn thận của Trương Đại Ca, nếu đã ra tay thì chứng minh cơn mưa núi lửa này đã yếu đi không ít. Ta cũng nên hành động rồi. Mắt Lâm Nhất sáng như sao trời,
không ngừng tìm kiếm giữa cơn mưa lửa đầy trời. Lần thiên hỏa phong phun trào này quả thật là hiếm có trong suốt 4 năm qua, dung nham chi tâm được tạo thành cũng có phẩm chất cực cao. Dung nham chi tâm từ tam phẩm trở xuống không lọt vào mắt Lâm Nhất, ít nhất phải tứ phẩm mới được. Chính là mi. Hai mắt Lâm Nhất sáng lên khi phát hiện một khối dung nham chi tâm được bao phủ bởi 5 tầng linh hỏa. Hắn dẫm mạnh xuống đất lấy đà, sau đó bay vọt lên, khí thế trên người cũng ảo ảo bộc phát. Như một cánh diều bay vút lên cao, Lâm Nhất liên tục đánh tan những đốm lửa giữa không trung. Khi sắp đến gần, hắn nhanh như tia chớp, duỗi tay chộp về phía khối dung nham chi tâm ngũ phẩm kia. Cút sang một bên. Nhưng ngay lúc này, một tiếng quát đột ngột vang lên. Ông lão áo xám lúc trước đã từng hung hăng quát mắng Trương Nhạc lao vọt đến, vung tay tát một cái về phía Lâm Nhất. Bàn tay ông ta được bao phủ bởi cuồng phong ác liệt, mắt thấy cái tát này sắp đánh lên mặt Lâm Nhất, chợt, hai tay hắn mở ra, lùi một bước giữa không trung, tránh được thế công hung hãn của đối phương. Biết điều một chút, khối dung nham chi tâm ngũ phẩm này là của lão phu. Ông lão áo xám hừ lạnh, vừa thu tay lại liền chộp về phía khối dung nham chi tâm kia. Thái độ ngông cuồng của đối phương đã thành công chọc giận Lâm Nhất. Hắn không nói hai lời, lập tức đưa tay nắm lấy cổ kiếm hạp sau lưng, vỗ mạnh xuống. Không biết tự lượng sức. Ông lão áo xám cười lạnh, tay trái hơi nhấc lên, trực tiếp dùng một tay ngăn cản một kích này của Lâm Nhất. Ông ta hoàn toàn không để ý đến hắn, tay phải vẫn tiếp tục bắt lấy dung nham chi tâm. Rầm. Nhưng khi cổ kiếm hạp nặng nề rơi xuống cánh tay ông ta, phút chốc, toàn bộ xương cốt đều vỡ vụn. Đau đớn thấu tận tim gan khiến ông ta rú lên, quả thật không ngờ hộp đựng kiếm kia lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ đến như vậy. Cút! Lâm Nhất nhân cơ hội đá một cước vào đầu ông lão áo xám, thẳng chân đạp ông ta xuống dưới. Lấy được! Soạt! Một đòn thành công, sau khi bắt lấy dung nham chi tâm ngũ phẩm, Lâm Nhất lộ vẻ vui mừng, vững vàng hạ xuống đất. Nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế, khoảng thời gian hắn cùng ông lão áo xám giao thủ có thể sánh ngang với tốc độ ánh sáng. Khi hắn rơi xuống, ông lão áo xám mới gian nan bò dậy, cánh tay trái vô lực đong đưa qua lại, tạm thời xem như phế bỏ. Lâm Nhất ung dung bỏ dung nham chi tâm vào túi trữ vật. Hắn nhếch miệng nở một nụ cười sáng chói như ánh mặt trời và nói, lão tiên sinh, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cảm giác như thế nào? Sau này, đừng có chơi trò đánh lén xấu xa đó với ta. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 11.